Ta có hệ thống auto tu luyện chương 1810. Đi ra ranh giới. Sáng ngày hôm sau, Tô Tiểu Bạch ăn qua loa vài thứ liền đi ra khỏi ranh giới. Thế nào? Kha Sương ở trong kết giới hỏi. Khá tốt, phải thích ứng một chút. Tô Tiểu Bạch chậm rãi đi, lúc đầu thân thể có hơi lắc lư, sau khi đi được mấy chục thước mới ổn định lại, hắn xoay người nói. Ta đi thu thập dược liệu trước. Hảo, ngươi cẩn thận. Kha Tuyết thấy bóng dáng tô Tiểu Bạch dần dần bị cây cối che khuất, lúc này mới nói với Phong Bất Hoa ở bên cạnh: Nếu không ta đi xem trong phạm vi cửa ra vào có đồ vật gì triệt tiêu được ảnh hưởng của trọng lực không? Được, chúng ta cùng đi, Kha Sương đi thôi. Tầng bốn tháp khóa yêu tranh giới cửa ra vào. A, à, không đợi tô Tiểu Bạch mang dược liệu về sao? Hoa Hoa với Kha Tuyết đã đi về phương hướng khác, Kha Sương thấy bên ngoài không có động tĩnh, hơi lo lắng không cần sợ, đêm qua hình như Tô Tiểu Bạch đã thăng cấp lá trắng, muốn bảo toàn tính mạng chắc là không có vấn đề. Phong bất hoa quay đầu, vẻ mặt thoải mái, có lẽ là thoải mái hơn so với hoàn cảnh tầng thứ ba, tiến vào tầng thứ tư, cũng không khẩn trương như trước. Được rồi. Đợi ta. Kha Sương mang một viên tinh thạch định vị đặt ở trên mặt đất, lúc này mới đuổi theo hai người Kha Tuyết. Ngươi nghĩ ở đây có đồ vật gì ăn được không, Kha Sương, trong không gian của ngươi cũng không còn nhiều thức ăn tươi đúng không kha tuyết lấy một cái dao ngắn từ trong bao đây là công cụ để thu thập dược liệu cây cối xung quanh vừa cao vừa to trong không khí tươi mát tỏa ra hương vị cây cối với bùn đất nhiệt đới đâu đâu cũng là dáng vẻ tràn đầy sức sống ngươi biết thử độc không phong bất hoa không am hiểu cái này muốn thu thập thức ăn trong môi trường phụ sinh đương nhiên phải kiểm tra xem có độc hay không trước biết một chút bản thân kha tuyết có nghiên cứu tu luyện độc tố nên từng đọc bộ sách về các loại độc tố hơn nữa tô tiểu bạch là dược sư dù nàng không xác định được thì chờ tô tiểu bạch về cũng không sao nhìn xem cái cục lớn ở trên cây kia là gì vậy chưa từng nhìn thấy phong bất hoa nhìn về phía trước ngửa mặt chỉ vào một cái cây rất cao bên trên có mấy quả to bằng đầu người chưa từng nhìn thấy kha sư nhìn theo cũng không biết kha tuyết nhìn không có gì nguy hiểm nói ta đi lên xem thử, các ngươi chờ một chút. Nói xong, nàng chạy đến, dẫm lên thân cây còn to hơn người, thoải mái leo lên cây. Rất lớn. Có thể vì nguyên nhân khoảng cách, ở phía dưới nhìn không rõ, sau khi Kha Tuyết lên mới phát hiện quả này phải to khoảng nửa thước. Quả này rất cứng, để ta ném xuống. Sau vài cái đưa đẩy, quả cự lớn kia ba một cái rời khỏi thân cây rơi xuống dưới. Nhìn quả còn to hơn dự đoán, sợ bị đập vào, hoa hoa nắm tay kha sương chạy cách xa cây đại thụ phanh không biết là khoảng cách cao quả không đủ cứng hay là do rơi xuống tảng đá mà quả vốn cứng rắn rơi xuống đất lập tức vỡ ra nước trong suốt từ trong quả bắn ra kha sương sợ tới mức hết ầm lên phong bất hoa nhanh chóng khởi động kết giới sau khi tô tiểu bạch ra khỏi ranh giới cửa ra vào cảm nhận được ở vùng lân cận có rất nhiều linh lực dao động không hề nhúc nhích chắc là phát ra từ dược liệu có lẽ là do hoàn cảnh nơi này, lúc ở tầng thứ ba có hàm lượng dược liệu rất thấp, mà ở đây lại có ở khắp nơi. Trên mặt đất lá rụng thật dày, bùn đất cũng rất ẩm ướt. Mặc dù đường dễ đi hơn tầng thứ ba nhưng trọng lực làm tô tiểu bạch rất mệt. Ba tầng tuyết tích tụ làm người ta đi lại rất chậm, nếu không có ván trực tuyết pháp thuật của Hoa Hoa, sợ là tiểu đội còn không đến được tầng thứ tư, tầng bốn lại vẫn là dạng này, không biết tháp khóa yêu muốn làm cái quỷ gì. Đây là Bạch Anh Thảo, Đi được một đoạn trong rừng rậm, trước mắt xuất hiện một cây cỏ nhỏ đón gió lay động làm Tô Tiểu Bạch chú ý, Bạch Khắc Thảo có độc, sau khi qua tinh luyện, có thể làm trung hòa thành phần của rất nhiều loại đan dược. Tuy rằng giá trị bình thường, nhưng vẫn là có thu hoạch. Tô Tiểu Bạch thu thập công cụ dược liệu, trước tiên quan sát bốn phía xem có nguy hiểm không, mới từ từ thu thập dược liệu đặt vào trong cái lọ. Dùng bình dược liệu chế tác bằng công nghệ đặc thù này có thể đảm bảo dược liệu này trong thời gian ngắn không bị chết đợi đến buổi tối, xử lý một chút là giữ được rất lâu. Tô Tiểu Bạch vừa đi vừa thu thập dược liệu, một lát đã mò được hơn 10 loại, số lượng lớn vượt ngoài dự tính của hắn. Không ngờ mặc dù có trọng lực đáng ghét này nhưng dược liệu lại rất phong phú, cho dù không đi công kích linh thú, chỉ riêng thu thập dược liệu ở tầng thứ tư này đã vượt xa tầng thứ ba. Tô Tiểu Bạch mang theo bọc chứa dược liệu thu thập được đi về ranh giới cửa ra vào. Kha Sương Trở lại trong ranh giới, tô tiểu bạch thở vào một hơi trọng lực ở bên ngoài đúng là trong một thời gian ngắn không thể thích ứng được mình thu thập dược liệu trong thời gian ngắn mà phải dùng một thành linh lực để chống cự người đâu tô tiểu bạch thấy xung quanh không có ai nhanh chóng dùng linh lực dò xét phát hiện ra các nàng vẫn ở trong ranh giới cửa ra vào xem ra nhóm đồng đội đã bắt đầu hoạt bát hiếu động lên hắn đặt dược liệu xuống tính nghỉ ngơi một lúc rồi rời đi dược liệu rất nhiều chủng loại sợ đám kha sương khó phân biệt lấy một quyển dược liệu căn bản để trong bọc như vậy các nàng có thể phân biệt dễ dàng hơn sau khi uống xong đang dược khôi phục linh lực khôi phục với tốc độ rất nhanh lúc này là thời gian buổi sáng tô tiểu bạch nhìn trên bầu trời vẫn không có bóng dáng của mặt trời thu xếp lại trong bao một chút tô tiểu bạch đứng dậy xuất phát lúc đi đến ranh giới một trận dao động kỳ quái phát ra từ trên tảng đá đây là cái gì tô tiểu bạch tiến lên mới phát hiện ra là một khối tinh thạch nơi này chính là chỗ lúc trước kha sương dừng lại một lát là tinh thạch tọa độ hắn dùng linh lực kích hoạt quả nhiên lập tức có một chiếc kim đồng hồ chỉ về hướng các nàng kha sương chế tác tinh thạch tọa độ này còn hơn lúc ở tầng thứ ba một khối còn thần kỳ hơn chế tác tinh thạch khôi phục hơn nữa giống như đã nói trước đó bây giờ cường độ cảm ứng đã lớn hơn rất nhiều cũng nhạy bén hơn xem ra năng lực không gian của kha sương đã tăng lên biết là kha sương để lại tô tiểu bạch tinh thạch tọa độ lúc này mới đi đến tranh giới cửa ra vào trong rừng cây ngoại trừ cây cối dày đặt ra thì không có đường có thể thấy bình thường không có nhân loại xuất hiện chỉ có tháp khóa yêu mở ra thì con người mới có cơ hội tiến vào tô tiểu bạch mặc áo khoác đang xen xám lục cố gắng không gây chú ý cây cối đều có lá cây rất lớn đi ra khoảng gần một dặm sốt lá cây càng đường lên cảnh tượng nhìn thấy làm người ta phải sợ hãi hét lên chỗ của hắn vừa hay là chỗ cao có thể nhìn thấy cảnh rất rộng lớn xa xa vài ngọn núi bị thực vật bao trùm bị sương mù bao trùm mờ ảo chỗ mình đang đứng là bên cạnh một sơn cốc thật dài một con sông rất lớn ở chỗ thấp nhất của sơn cốc hai bên vòng vài vòng đều không nhìn thấy điểm cuối trong lòng tô tiểu bạch có hơi cao rất nhiều linh thú đều phải dựa vào sông để sinh tồn xem ra trong sơn cốc này có rất nhiều linh thú đương nhiên dược liệu cũng không ít vì trọng lực nên phi hành cần tiêu hao rất nhiều linh lực, cho dù có tinh thạch khôi phục cũng không thể bay xa, Tô Tiểu Bạch chỉ có thể từ từ chậm rãi đi về phía sông lớn. Tô Tiểu Bạch. Tô Tiểu Bạch. Mới vừa đi được một đoạn thì một giọng nói từ trong bọc truyền đến làm hắn sợ tới mức ném bọc ra. Có nghe thấy không, ta là Kha Sương. Tô Tiểu Bạch nghe thấy giọng nói từ phát ra trong bọc, vẫn không buông xuống đề phòng, khởi động lá trắng, lúc này mới tới kiểm tra bọc kha sương tinh thạch tọa độ trước mặt lóe lên cảm giác linh lực trong đó đang phát huy tác dụng a à, đêm qua vừa thăng cấp kỹ năng chưa kịp nói với ngươi tinh thạch tọa độ có công năng trò chuyện bên kia hình như không nghe thấy tô tiểu bạch nói chuyện đúng rồi ngươi dùng linh lực kích hoạt một chút sẽ truyền được âm thanh tới đây bây giờ mỗi lần nói chuyện đều phải kích hoạt đêm nay lại thăng cấp có lẽ sẽ không cần phải như vậy nữa kha sương nghe thấy không lúc cô tiểu bạch nói chuyện cảm giác linh lực trong tinh thạch từ từ tiêu hao từng chút một khó trách dùng tốt hơn tinh thạch khôi phục xem ra chế tác một khối cũng không dễ nghe thấy nghe thấy tốt quá rồi bên kha sương truyền đến tiếng cười ha ha tiếp theo truyền đến tiếng kha tuyết cô tiểu bạch bên huynh thế nào a à, khá tốt xì xào lúc cô tiểu bạch trả lời kha tuyết trong bụi cây truyền đến một tiếng động lớn ngay sau đó một đàn linh vật giống như bị cái gì kinh động bay lạp lạp lên bầu trời bên huynh có tiếng gì vậy kha tuyết nghe thấy bên tô tiểu bạch có tiếng kỳ quái tô tiểu bạch thấy đàn linh thước bay về phía bầu trời hơi sửng sốt ps linh tước chim khách a à, không có gì là chim linh thước là linh thú rất bình thường ở một mình lực công kích rất thấp chỉ có dựa vào đàn mới bảo đảm được an toàn bởi vì chúng nó ăn tạp nên số lượng trải rộng thấp đại lục lúc ở tầng 3 tháp khóa yêu, đã từng nhìn thấy linh thước màu trắng, linh thước bay lên vừa rồi giống như đúc linh thước của thành thủy nguyệt, nhưng Tô Tiểu Bạch vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Chúng ta tìm được một ít thức ăn, ăn rất ngon. Hình như Kha Tuyết đang uống gì đó, tiếng kêu ùng ục ùng ục truyền tới thông qua tinh thạch tọa độ. Tô Tiểu Bạch cẩn thận lắng nghe, lúc này mới nói. Không có độc chứ? Không có, xác nhận rồi. Lúc này Tô Tiểu Bạch mới yên tâm, vừa thu hồi bọc bị mình ném tới một bên vừa nói tinh thạch tọa độ này có phải nên đổi tên rồi hay không hình như vậy kha sương nói một câu chắc là đang nghĩ tên tô tiểu bạch xác nhận phương hướng đi về phía sông lớn hiện giờ hắn đang ở giữa sườn núi sông lớn ở chỗ thấp nhất quan sát một chút dựa theo tốc độ này nhanh nhất cũng phải giữa trưa mới đến được gọi là tinh thạch mạo phao được không tinh thạch cần kích hoạt mới sử dụng được giống như mạo phao tô tiểu bạch gật đầu tán thành sau đó nhận ra đối phương không nhìn thấy nói không chừng tương lai nó lại thăng cấp có thể nhìn thấy người a à, giống như không nghĩ ra điều này kha sương ở gần cửa ra vào ngạc nhiên ta phải nhanh chóng đi thăng cấp không gian thử xem kha sương theo kịp hình như phía trước có đồ ăn loáng thoáng truyền tới giọng nói phong bất hoa tô tiểu bạch phát hiện ra tinh thạch tiêu hao linh lực rất nhanh Mới nói chuyện một lát đã mất hai phần linh lực. Chúng ta đi tìm mấy thứ đồ trước đã. Đã biết. Bên kia không còn âm thanh, Tô Tiểu Bạch thu hồi linh thạch, có hơi mất mát, mình một mình ra ngoài, vừa mới tách ra với đồng độ một lát đã muốn quay về rồi. Trong rừng khắp nơi đều là dược liệu, Tô Tiểu Bạch vừa đi vừa thu thập rất nhanh đã đầy một cái cái bọc không gian, may mà hắn còn mang theo mấy cái bọc không gian nữa. Càng tới gần chỗ thấp nhất của sơn cốc càng có nhiều dược liệu hoàn toàn trái ngược với lúc ở tầng thứ ba vô cùng lạnh lẽo xem ra xung quanh sông lớn mới là nguy hiểm nhất tô tiểu bạch ý thức được tình huống thay đổi lúc thu thập dược liệu càng cẩn thận hơn trong rừng cây thỉnh thoảng truyền tới tiếng chim hót nhưng dược liệu đầy đất làm hắn không chú ý tới sự khác thường của chúng có một cây nấm hình người ở một chỗ rất kín đáo bên cạnh khóm cây cái nấm to bằng tảng đá lớn bảy màu sặc sỡ hình dạng bên ngoài giống người trong bộ sách dược liệu trung cấp có giới thiệu Loại nấm này là cực độc, một cây nấm đủ lớn chứa lượng độc có thể độc chết một con ngựa trưởng thành. Nhân loại càng không cần phải nói, còn về pháp sư hoặc tu sĩ chỉ có thể dùng linh lực mạnh để ngăn cản một thời gian, trong thời gian ngắn phải tìm được giải dược. Nếu như bị kẻ địch hạ loại độc này chỉ có thể dùng linh lực loại bỏ thì người mạnh như tô tiểu bạch cũng sẽ chết, dù tiêu hao hết linh lực trong cơ thể cũng không thể loại bỏ sạch sẽ toàn bộ độc tố. Tô tiểu bạch nhìn xung quanh nấm hình người tìm kiếm thực vật có thể khắc chế được nó quả nhiên ở cách đó không xa dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời hắn tìm được một dược liệu rất nổi bật chính là các ngươi bình thường xung quanh các thực vật cực độc sẽ có thực vật khác khắc chế tuy rằng không thể hoàn toàn loại bỏ thương tổn nhưng sau khi qua tinh luyện là có thế chế tạo thành đan dược giải độc dược liệu có thể giải trừ độc tính của nấm hình người tên là thất tinh thảo bởi vì mỗi một cây mọc ra bảy bông hoa nhỏ nên được gọi là thất tinh thảo Tô Tiểu Bạch thầm than vận khí của mình không tồi, lấy công cụ ra, bận rộn một lúc hắn mới thu thập xong hai loại dược liệu này. Xem ra thời gian đến sông lớn sẽ muộn chút. Thời gian cũng không quá gấp, nên Tô Tiểu Bạch không muốn bỏ qua những dược liệu nhìn thấy trên đường, nói không chừng sẽ có dược liệu phá giải được ảnh hưởng của trọng lực, cho dù trong sách không viết. Nấm hình người rất nhiều, phải có khoảng hơn trăm cây, số lượng thất tinh thảo cũng không kém, Tô Tiểu Bạch phải dùng một cái bao không gian mới chứa hết được hắn cũng không thu thập hết tất cả mà để lại một ít cây non mới mọc như vậy chúng nó sẽ có cơ hội tiếp tục phát triển sinh sản xử lý xong những thứ này tô tiểu bạch tiếp tục đi đến giữa trưa còn cách sông lớn vài dặm hơn nữa trên núi không có đường rất khó đi hắn đành phải tìm một khối đá lớn sạch sẽ để ăn cơm trưa bởi vì trọng lực nên muốn leo lên cây phải tiêu hao rất nhiều linh lực vì vậy chỉ có thể ở trên tảng đá ăn cơm trưa nói chuyện với nhóm kha sương một lúc báo bình an cho nhau tô tiểu bạch lại tiếp tục đi hình như hoa hoa đã tìm được rất nhiều thứ ăn được ba người đang ở trong ranh giới cửa ra vào thu thập kha sương để hết thức ăn vào trong không gian tô tiểu bạch phát hiện nơi ảnh hưởng của trọng lực có rất nhiều dược liệu cũng có rất nhiều thứ ăn được vì vậy dặn dò ba người thu thập thức ăn đi một lúc lâu cuối cùng tô tiểu bạch cũng nghe thấy tiếng sông lớn tiếng truyền tới từ rất xa xem ra dòng nước chảy rất xiết cũng không biết có nguy hiểm không Tô Tiểu Bạch thấy còn phải vượt qua một đoạn sườn núi nhỏ nữa mới tới sông lớn, suy nghĩ một lát, vẫn cẩn thận khởi động lá trắng, đi chậm dọc theo sườn núi dùng linh lực dò xét. Sông lớn rất rộng, Tô Tiểu Bạch phải xuyên thấu qua lá cây mới nhìn rõ hình dạng của con sông. Trước mắt hai bên sông lớn đều là bãi đá, những tảng đá lớn nhỏ khác nhau, kéo dài khoảng một dặm, xa xa bờ sông bị cây cối bao phủ, độ rộng của sông khoảng mấy trăm thước. Khoảng cách này Tô Tiểu Bạch có thể bay qua nhưng nếu trên mặt sông đột nhiên có linh thú gì đó tập kích, thì rất nguy hiểm. Bởi vì có nước sông cản trở, linh thức chỉ dò xét được khoảng 100 thước bờ sông, không thể nhìn rõ trạng thái của sông lớn. Xem ra chỉ có thể quan sát trước rồi tính. Tô Tiểu Bạch tìm một chỗ bí mật, khởi động lá trắng, che giấu linh lực dao động của mình. Chỗ thang đá này rất tiện để linh thú lại đây uống nước, trước cứ dò xét linh thú, xác định thực lực của chúng nó sau đó mới quyết định bước tiếp theo nên làm gì. Tô Tiểu Bạch đi một đường từ ranh giới cửa ra vào đến đây cũng không phát hiện linh thú gì, địa phương lớn như vậy, không thể nào không có linh thú hoạt động được. Chẳng lẽ do trọng lực của tầng thứ tư nên không có linh thú nào lớn được, vậy cửa ra vào tầng thứ tư chính là một thủ ngự, chẳng lẽ là một cây nấm hình người. Hắn lắc đầu, cảm thấy điều này không bình thường, hắn đi đường có hơi mệt, cho dù không động đậy trọng lực vẫn ảnh hưởng đến hắn. Triệu hồi linh hỏa trường thương, dùng tinh thạch kích hoạt, lúc hắn sắp chợp mắt một lúc, một đầu bãi đá đột nhiên phát ra chút dao động rất nhỏ nhảy lên chỗ cao tô tiểu bạch ẩn mình trên tảng đá đứng lên nhìn về phía xa là gì vậy dao động cũng không lớn ngay cả thực lực của sói tuyết vực cũng không bằng nhưng hình như tốc độ di chuyển còn nhanh hơn mình kỳ quái thực lực không cao bằng mình mà lại không bị trọng lực ảnh hưởng chốc lát sau ngọn nguồn dao động đi ra khỏi không bị cản trở tô tiểu bạch có thể nhìn rõ bộ dạng của đối phương Mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Thủy Ngưu Thú. Rất bất thường bởi vì thực lực hay gì đó mà Thủy Ngưu Thú lại không bị trọng lực ảnh hưởng, giống như đi đường bình thường, đang lắc lư đi về phía sông lớn. Đây là có chuyện gì, rõ ràng con linh thú này có thực lực rất thấp, vì sao lại không bị trọng lực ảnh hưởng? Tô Tiểu Bạch. Tô Tiểu Bạch. Tinh Thạch Mạo phao đột nhiên truyền tới tiếng Kha Sương, tuy rằng cách hơn 10 vạn dặm nhưng giọng nói cũng không bị ảnh hưởng, vẫn rõ ràng như trước. Nghe thấy giọng nói này Tô Tiểu Bạch rất kinh ngạc, bởi vì thủy ngư thú đã nhìn sang bên này. Kha Sương, ngươi sao vậy? Nếu không giấu được, Tô Tiểu Bạch liền đi ra. Thủy ngư thú bị linh lực dao động của Tô Tiểu Bạch dọa sợ. Thấy hắn đi ra, lập tức tăng tốc chạy về phía sông lớn. Chúng ta thu thập được rất nhiều thức ăn, với cả dược liệu ngươi thu thập được cũng đã phân loại xong, bao giờ thì ngươi trở về. Chỉ sợ là sẽ khuya. Tô Tiểu Bạch đi đến sông lớn đã gần hết thời gian ban ngày, nếu muốn về ranh giới cửa ra vào sợ là nửa đêm mới về đến. Sẽ rất nguy hiểm. Kha Sương lo lắng. Lúc Tô Tiểu Bạch nói chuyện đã từ từ đi tới gần kẻ địch, thủy ngư thú chạy như bay, nhưng lúc quay đầu lại thấy Tô Tiểu Bạch đi rất chậm, thì do dự chậm lại. Lúc xác định Tô Tiểu Bạch bị trọng lực ảnh hưởng thủy ngư thú lại dừng bước, quay người nhìn Tô Tiểu Bạch, bộ dạng như đang do dự có nên công kích không. Ta nhìn thấy một con linh thú, thực lực không cao, giải quyết xong lại nói chuyện tiếp. Tô Tiểu Bạch thấy bộ dạng của kẻ địch, cũng bắt đầu đề phòng, linh hỏa trường thương bay lên lập tức bốc lên ngọn lửa, dao động lớn hơn thủy ngư thú rất nhiều, nhưng kẻ địch cũng không có ý định lùi bước. Chắc là nghe thấy Tô Tiểu Bạch nói thực lực không cao, Kha Sương không quá lo lắng nữa, chỉ hô một tiếng cẩn thận, liền im lặng. Tô Tiểu Bạch đang ở vị trí bên cạnh bãi đá, thủy ngư thú thấy Tô Tiểu Bạch dừng lại, thì chủ động chay về phía hắn. Quả nhiên không sợ hãi. Tô Tiểu Bạch rất ít gặp linh thú thực lực thấp dám chủ động công kích mình như vậy, nhanh chóng tăng cường độ của lá trắng lên mức cao nhất. Thủy ngư thú càng chạy càng nhanh, tốc độ từ từ tăng lên, lai còn chạy động. Bị trọng lực ảnh hưởng Tô Tiểu Bạch muốn chạy động phải tiêu hao rất nhiều linh lực. Xem ra kẻ địch không bị trọng lực ảnh hưởng. Thủy ngư thú đã sắp chạy đến gần hắn. Tô Tiểu Bạch tính thử đánh vào hai bên sườn. Giác một tiếng, linh hỏa trường thương mang theo ngọn lửa bay về phía kẻ địch. Thủy ngư thú chắc là linh thú hệ thủy. Ngọn lửa vừa hay khắc chế kẻ địch, đương nhiên hệ thủy cũng khắc chế được ngọn lửa, xem xem ai có thực lực mạnh hơn. Phanh Trường thương bay đến gần thủy ngư thú giống như va vào cái gì đó lại bắn ra bên cạnh. Theo tiếng động, quanh người thủy ngư thú hiện lên một đạo lá trắng bán trong suốt hình bong bóng nước không ngờ còn có lá trắng, có thể ngăn cản công kích của linh hỏa trường thương. Tô Tiểu Bạch không ngờ kẻ địch thực lực thấp lại có lực phòng ngự cao như vậy. Công kích của trường thương giống như chọc giận đối phương, tốc độ của nó lập tức tăng nhanh. Tô Tiểu Bạch vẫn còn thời gian, trường thương bay về, một ngọn lửa lớn lập tức xuất hiện chắn phía trước Tô Tiểu Bạch một khoảng không xa. Ngọn lửa vừa xuất hiện đã cháy rất lớn, có thể thấy dùng rất nhiều linh lực. Tô Tiểu Bạch đi đường đã tiêu hao hơn một nửa linh lực công kích này lại làm linh lực của hắn giảm đi rất nhiều. Nhưng mà nếu như hai loại công kích đều không có tác dụng thì chỉ có cách chạy trốn. Bộ dạng thủy ngư thú không hề sợ ngọn lửa, bay nhanh vọt vào chỗ bị ngọn lửa bao trùm. Linh hỏa Tô Tiểu Bạch thấy kẻ địch tiến vào ngọn lửa, lập tức tăng cường linh lực phát ra, lần này ngọn lửa lớn hơn rất nhiều, nhiệt độ cũng đạt tới mức cao nhất. Trống Thủy ngư thú hình như bị thương kêu lên một tiếng thảm thiết, trên người còn mang theo ngọn lửa phi về phía tô tiểu bạch. Lá trắng cũng không thể ngăn cản công kích của ngọn lửa, xem ra nó chỉ ngăn cản được công kích vật lý, phát hiện ra nhược điểm này tô tiểu bạch mừng rỡ, nhưng mà kẻ địch đã tấn công tới trước mặt, hắn phải lập tức ngăn cản công kích của kẻ địch. Phanh Một tiếng nổ vang lên, tô tiểu bạch khởi động xong lá trắng thì vừa hay thủy ngư thú đâm vào. Một cổ sức mạnh thật lớn phá vỡ lá trắng của tô tiểu bạch, cả người hắn bay về phía sau thủy ngư thú lại đánh vỡ được lá chắn của hắn còn đánh vỡ trong một thoáng tô tiểu bạch bay ở giữa không trung cảm giác mình đã bị thương thực lực của kẻ địch rõ ràng kém mình rất nhiều vì sao lại không đánh vỡ được lá chắn phanh một tiếng tô tiểu bạch đập vào một thân cây rồi rơi xuống sao lại như vậy hai lần va chạm đều làm tô tiểu bạch bị thương hình như thủy ngư thú cũng không bất ngờ sau khi va chạm nó cũng vì dao động mà lăn vài cái về phía sau nhưng lập tức đứng lên, rõ ràng là không bị thương. Chẳng lẽ kẻ địch có công kích vật lý và lực phòng ngự rất cao. Tô Tiểu Bạc dãy dụa đứng lên, thủy ngư thú đã sắp chuẩn bị phát động công kích lần thứ hai. Hắn cảm thấy rất hoảng, mình bị trọng lực ảnh hưởng, không thể chạy nhanh, kẻ địch chớp mắt đã đi tới, phải làm sao đây? Trọng lực ảnh hưởng tới hành động của hắn, hắn đỡ lấy thân cây mới có thể miễn cưỡng đứng dậy. Nhìn thoáng qua cây đại thụ, Tô Tiểu Bạch quay đầu chạy vào rừng một khi bắt đầu chạy động linh lực sẽ tiêu hao gấp bội kêu ừng ực ừng ực tô tiểu bạch thừa dịp kẻ địch vẫn chưa đuổi theo nhanh chóng uống hai viên đan dược trong đó một viên là điều trị vết thương viên còn lại là khôi phục linh lực hắn chưa từng bị linh thú làm cho chật vật như vậy tháp khóa yêu tầng thứ bốn bờ sông thủy ngư thú đuổi theo vào trong rừng rậm tô tiểu bạch cuốn quýt chạy về phía có cây cối rậm rạp đan dược rất nhanh đã phát huy tác dụng vết thương được khống chế linh lực vốn kích động cũng ổn định lại may mà ở cạnh rừng cây nếu không thì phiền phức rồi tô tiểu bạch ra sức chạy đến rừng rậm như vậy linh lực lại bị tiêu hao rất nhiều thủy ngư thú chiếm ưu thế không tính bỏ qua cho tô tiểu bạch đấu đá lung tung vọt vào rừng một loạt tiếng khách lạc khách lạc của cành cây bị gãy vang lên sau khi tô tiểu bạch chui vào rừng rậm lập tức khởi động lá trắng, leo lên cây lên cao linh lực tiêu hao nhiều hơn so với lúc ở nơi bằng phẳng lại dùng tinh thạch khôi phục với đang dược hỗ trợ mới thuận lợi leo lên cây, thủy ngư thú ở gần đó vượt qua lùng cây chạy về phía hắn. Hắn chọn cây không quá thô to, vì vậy chắc là sẽ không ngăn được va chạm của kẻ địch, lá trắng có tác dụng cố gắng không để linh lực của mình tiết ra ngoài. Trống Thủy ngư thú đuổi tới gần chỗ tô tiểu bạch thì dừng lại, trong rừng cây có rất nhiều dược liệu phát triển, bởi vì linh lực dao động hỗn độn, hơn nữa linh thức của thủy ngư thú cũng không nhạy bén, nên tô tiểu bạch mới không bị phát hiện trên cây hắn nhìn thấy rõ ràng thân hình to lớn của thủy ngư thú đối phương đang đứng tại chỗ nhìn khắp nơi tạm thời không phát hiện ra mình hắn thầm nghĩ như vậy không ổn chỉ cần thủy ngư thú đi lại mấy vòng rất nhanh sẽ tìm đến chỗ mình đến lúc đó va vào cây mình vẫn trốn không thoát xem ra chỉ có một con đường là đánh bại kẻ địch nếu không thì không thể chạy thoát tô tiểu bạch cẩn thận nhìn kẻ địch ở gần đó không dám thả ra linh thức chỉ có thể dùng mắt thường quan sát đồng thời suy đoán kẻ địch có nhược điểm gì để cho mình công kích bộ dạng thủy ngư thú ở ngoài không khác gì thủy ngư thú ở trước mặt nhưng phòng ngự vật lý không lợi hại như vậy thực lực lại kém xa tô tiểu bạch chắc chắn hoàn cảnh tầng thứ tư có ảnh hưởng lớn nhất nói mình bị thủy ngư thú vây khốn còn không bằng nói bị trọng lực gia tăng cản trở trên mặt đất thủy ngư thú mất dấu của kẻ địch nhưng đoán chừng cũng không đi xa đang đi qua đi lại tìm kiếm Tô Tiểu Bạch biết mình không có nhiều thời gian, hai mắt nhìn chầm chầm kẻ địch, đối phương tạm thời không chú ý đến phía trên, đang vội vàng tìm kiếm ở mấy bụi cây rậm rạp. Trống. Đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ, thủy ngư thú lắc đầu liên tục, rời khỏi chỗ bụi cỏ rậm rạp, đồng thời hai mắt của nó giống như bị cái gì đó ảnh hưởng tạm thời mất đi tầm nhìn, hai cái sừng trâu đang đung đưa. Là hoa loa kèn độc tiễn. Tô Tiểu Bạch liếc mắt đã nhận tên loại hoa, loại hoa này rất hiếm, trong thành thủy nguyệt chưa từng xuất hiện. Tô Tiểu Bạch từng nhìn thấy ở trong sách, sau này cũng có nghe thương nhân nhắc tới ở đại lục cực nam có loại dược liệu này. Nó có rất nhiều tác dụng, cả cây hoa từ rễ đến hoa đều có thể dùng để điều chế đan dược hoặc độc dược. Tô Tiểu Bạch liếc nhìn xung quanh, không phát hiện ra thứ gì có thể giải độc, có lẽ là bị cây cối khác che lấp. Hoa loa kèn độc tiễn chủ động công kích, nhất định là do thủy ngư thú sốt ruột không cẩn thận tiến vào phạm vi công kích của nó, nên nó mới bắn ra nọc độc. Thủy ngư thú có vẻ rất thống khổ, hoảng loạn lui về phía sau, mãi đến khi va vào thân cây mới dừng lại. Thân hình tô tiểu bạch nhoán lên một cái, cái cây mà kẻ địch va vào chính là chỗ mình đang ẩn náu. Hắn nhanh chóng giữ chắc cành cây, may mà không rơi xuống, thủy ngư thú đang rất thống khổ, hình như không phát hiện tô tiểu bạch phát ra động tĩnh. Trống. Đột nhiên nó gầm lên một tiếng. Một trận linh lực dao động phát ra từ trên người nó. Tô Tiểu Bạch tò mò nhìn xuống dưới, chỉ thấy đầu trâu đang được bao quanh bởi một lá trắng màu lam, dao động cũng phát ra từ đó. Đây là đan. Chữa thương. Ở vị trí đầu trâu, lá trắng màu lam liên tục tỏa ra những đợt sương mù màu trắng, một lát sau, hình như thủy ngư thú có thể nhìn thấy trở lại, từng bước đi về phía hoa loa kèn độc. Hình như thủy ngư tú tiến hóa ra một kỹ năng khác biệt. Cô Tiểu Bạch thấy đối phương dùng biện pháp tiêu hao linh lực để chữa trị vết thương, cảm thấy khá kinh ngạc. Quả nhiên linh thú sống ở tầng thứ tư dù cho thực lực không cao nhưng cũng rất lợi hại. Có lẽ là biết cái gì làm mình bị thương, thủy ngư thú gầm lên một tiếng, cẩn thận vòng quanh hoa loa kèn độc tiễn đi đến bên kia. Cô Tiểu Bạch dùng lá trắng bao phủ mình, chỉ cần thủy ngư thú không ngẩng đầu lên nhìn, sẽ rất khó phát hiện ra mình. Vì trúng độc nên bộ dạng thủy ngư thú có vẻ rất mệt mỏi lại chậm rãi đi về phía bờ sông, xem ra đã bỏ qua không đuổi giết Tô Tiểu Bạch nữa. Ít nhất lần ngoài ý muốn này cũng giúp mình thoát khỏi nguy hiểm, Tô Tiểu Bạch nhìn dược liệu kia, cảm thấy rất may mắn. Đều do mình quá bất cẩn, nếu ngay từ đầu thử trước một chút thì sẽ không bị thương thụ động như vậy. Thủy ngư thú đi có hơi chậm, Tô Tiểu Bạch thấy, bóng dáng đối phương nhán lên một cái, chậm hơn lúc trước rất nhiều, có vẻ rất mệt mỏi, Xem ra vừa rồi bức độc tố ra đã tiêu hao rất nhiều linh lực của nó. Kẻ địch bất chấp trọng lực, điều này làm Tô Tiểu Bạch rất bị động. Muốn vạch trần bí mật của đối phương, nhưng bị thương đánh không lại, nếu không bị thương thì nói không chừng còn có một trận chiến. Làm sao bây giờ? Thủy Ngưu thú đã tới bên cạnh rừng rậm, sắp sửa bước vào bãi đá trở lại giữa sông, đầu Tô Tiểu Bạch nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ cách. Đúng rồi, độc dược đột nhiên tô tiểu bạch nhớ tới nắm hình người ở trong bọc chỉ cần dùng trên người kẻ địch là được rồi theo bình thường dược liệu phải qua tinh luyện mới phát huy ra được tác dụng lớn nhất nhưng hiện tại chuyện quá khẩn cấp tô tiểu bạch lấy hơn 10 cây nấm hình người từ trong bọc ra làm đối phương trúng độc rất đơn giản tô tiểu bạch không ẩn mình nữa triệu hồi linh hỏa trường thương sư một cái phi đến rừng cây bên cạnh thủy ngư thú trường thương có dao động rất lớn thủy ngư thú cảm nhận được có công kích ở phía sau lá trắng chợt lóe, trường thương lại bị bắn bay. Trống. Nó quay đầu vừa hay nhìn thấy tô tiểu bạch ở trên cây, chắc là bởi vì trúng độc nên nó rất nóng nảy, nổi giận gầm lên một tiếng xoay người chạy về phía cây đại thụ của tô tiểu bạch. Một mảng lửa lớn bao phủ mặt đất bên dưới cây đại thụ, nếu thủy ngư thú muốn đến thân cây phải vượt qua chỗ này. Chắc là bởi vì đã từng bị rơi vào trong công kích lửa, cho dù bị thương cũng chỉ như vậy thôi, thủy ngư thú không dừng bước đánh vào trong. Ngọn lửa vốn màu hồng lam đen xen, thủy ngư thú vừa tiến vào đã lập tức đổi màu. Sương khói màu đen bốc lên, bao trùm cả mặt đất. Nó đánh vào tới vị trí trung tâm vòng lửa, lúc này mới phát hiện còn có một thứ nữa. Cô tiểu bạch không tính bỏ qua cho đối phương. Lúc thủy ngư thú muốn lui về phía sau, linh lực nhanh chóng gia tăng ngọn lửa bên ngoài dâng lên cao đến một thước. Sương khói đen ban đầu lại bốc lên lớn hơn, bao phủ toàn bộ thủy ngư thú. Trống. Chu lên một tiếng, lá trắng của nó mạnh lên rất nhiều, nhưng vẫn không ngăn cản được độc tố xâm nhập. Cô Tiểu Bạch ở trên cây không dám kinh thường, nếu độc tố nắm hình người không có tác dụng, mình phải nhanh chóng chạy trốn mới được. Trận chiến này lăn qua lăn lại đã tiêu hao gần hết linh lực, từng ực cuốn hết một lọ đang dược, lúc này mới đỡ hơn. Thủy ngư thú dãy dụa, bộ dạng rất thống khổ, từ từ đi ra khỏi phạm vi ngọn lửa. Cô Tiểu Bạch thu hồi linh lực, ngọn lửa từ từ tắt, kẻ địch đã trúng độc, giờ chỉ xem có thể dùng linh lực bất độc tố ra giống lúc trúng độc hoa loa kèn độc tiễn vừa rồi không. Quả nhiên, thủy ngư thú bắt đầu tiêu hao linh lực, muốn khôi phục lại khống chế thân thể. Lá trắng màu lam bao phủ lấy nó, cả người đứng im bất động bốc lên sương khói màu trắng, chắc là đang đấu tranh với độc tố trong cơ thể. Tô Tiểu Bạch dùng 10 cây nấm hình người, liều thuốc này ngay cả mình cũng không đỡ được, tuy là công kích vật lý và phòng ngự của kẻ địch rất lợi hại, nhưng thực lực vẫn có hạn, chắc là sẽ không ngăn được độc tố một lúc lâu sau dưới cây đại thụ sương mù trên người thủy ngư thú tan đi đối phương đi vài bước tô tiểu bạch còn tưởng là độc tố đã được tẩy sạch rồi còn chưa kịp kinh ngạc thì nó kêu lên thảm thiết phanh một cái ngã xuống quả nhiên vẫn không ngăn được dùng lượng độc dược siêu lớn mới xử lý xong một kẻ địch vô cùng bình thường tô tiểu bạch từ từ trượt xuống dưới cây đại thụ đi qua thăm dò trên người thủy ngư thú đã không còn linh lực dao động với hô hấp. Xem ra là bởi vì hao hết linh lực vẫn không loại bỏ hết được độc tố nên mới chết. Thật may mắn. Tô Tiểu Bạch đặt mông ngồi xuống bên cạnh gốc cây, vừa rồi hơi căng thẳng, kẻ địch chết, lúc này tinh thần mới nới lỏng, trên người hắn đều là mồ hôi, sương khói màu đen từ từ tản ra. Lúc này Tô Tiểu Bạch mới mang theo công cụ tới gần thi thể thủy ngư thú. Không được, vừa rồi dùng quá nhiều độc tố cái xác này còn rất nhiều độc tố sợ là hôm nay không thể thu thập hết được mới vừa đến gần mấy bước tô tiểu bạch đã phát hiện cái xác tỏa ra hương vị độc tố rất lớn dù sao những linh thú khác có nhìn thấy cũng không ăn xác có độc mình đợi một thời gian rồi lại đến xem là được rồi cách cây cổ thụ không xa còn có một cây quý hoa loa kèn độc tiễn nếu không thể thu thập thi thể thủy ngư thú thì hắn chỉ có thể phòng hộ thật tốt đi đến đó đối phó với loại thực vật chủ động công kích này chỉ có thể che giấu linh lực dao động bản thân, không để đối phương phát hiện, đồng thời giữ một khoảng cách nhất định, dùng công cụ thật dài để bắt đối phương. Tô Tiểu Bạch khởi động lá trắng, lấy công cụ từ trong bọc không gian ra, công cụ rất dài từ từ di chuyển đến gần mặt đất chỗ cây hoa. Phía trước công cụ là một cái móc, chỉ cần chặt đứt kết nối rễ với cây, thì đóa hoa loa kèn to lớn này sẽ không thể phát ra công kích. Ban đầu rất thuận lợi nhưng một trận gió nhẹ đã thổi một cái lá rách thật lớn bay lại đây, cái lá này sinh ra lúc Tô Tiểu Bạch đang chiến đấu với thủy ngư thú. Chiếc lá đang bay về phía hoa loa kèn, Tô Tiểu Bạch nhìn thấy nhưng không kịp ngăn cản. Sư một tiếng, nọc độc bị kinh động lập tức phun ra ngoài, vừa lúc đánh trúng cái lá ở giữa không trung. Tô Tiểu Bạch nhanh chóng dùng sức, kéo cái móc để cắt đứt kết nối, lúc này hoa loa kèn độc tiễn mới đổ vào cành cây bên cạnh. Đáng tiếc. Tô Tiểu Bạch thấy hơi tiếc núi, số lượng nọc độc có hạn, lần này đã lãng phí vô ích thu thập hoa loa kèn độc tiễn, mất bộ rễ không có năng lực công kích ra, sắc trời có hơi tối. Bây giờ trở về ranh giới cửa ra vào, không được an toán, trong bóng đêm rừng rậm lại nguy hiểm hơn một bậc, Tô Tiểu Bạch quyết định ở lại bãi đá bên cạnh rừng rậm một đêm rồi nói sao. Nơi này trải qua một trận chiến đã không còn an toàn, Tô Tiểu Bạch thu thập xong dược liệu, tạm thời bỏ qua xác của thủy ngư thú đi đến cách đó một dặm, một đầu khác của bãi đá, trên đường đi không gặp phải nguy hiểm gì, hắn thuận lợi đi tới sau đó tìm một gốc cây leo lên. Trên cây có lá cây dày đặc, hơn nữa dưới tác dụng của lá trắng linh lực dao động rất nhỏ, nếu không đến dưới tàn cây thì nhân loại, linh thú có cùng thực lực rất khó phát hiện ra. Sửa sang lại các thứ, Tô Tiểu Bạch lấy tinh thạch mạo phao ra đưa linh lực vào, nói. Kha Sương. Kha Sương. Có đó không? Bên kia lập tức truyền đến tiếng trả lời. Tô Tiểu Bạch, sao lâu vậy Huynh không nói chuyện, có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không, ta liên hệ với huynh mấy lần huynh đều không phản hồi." Kha Sương rất sốt ruột, nói chuyện rất nhanh, Phong Bất Hoa với Kha Tuyết cũng chạy đến bên cạnh, chờ Tô Tiểu Bạch trả lời. "Không sao, gặp phải một linh thú hơi phiền toái, đã xử lý xong rồi." "Ừ, vật là tốt rồi. Không bị thương chứ?" Mỗi lần gặp chuyện ngoài ý muốn, người đầu tiên bị thương luôn là Tô Tiểu Bạch, nếu không có thân thận người tu luyện người bình thường sợ là đã chết từ lâu rồi không có tô tiểu bạch thoải mái đáp là như vậy buổi tối trong rừng rất nguy hiểm nên ta quyết định đêm nay sẽ qua đêm ở bên này ngày mai trở về nghe thấy tô tiểu bạch không trở về kha sương càng lo lắng hơn nhất thời không đáp lại phong bất hoa nhân cơ hội hỏi tô tiểu bạch chuyện trọng lực có tiến triển không vẫn không có nhưng vừa rồi gặp được một linh thú không bị trọng lực ảnh hưởng hôm nay chưa kiểm tra được xác chỉ có thể chờ ngày mai nghe thấy có linh thú như vậy kha tuyết với phong bất hoa lập tức nghĩ đến chắc phải có thứ gì đó làm cho linh thú không trọng lực kéo xuống chỉ cần tìm được bí mật đó có thể tìm hiểu trong nước tiểu được rồi chúng ta không đi ra ngoài được chỉ có thể dựa vào huynh chúng ta thu gom được rất nhiều thức ăn ở trong ranh giới đủ chống đỡ trong nửa tháng đều để trong không gian của kha sương bởi vì Tô Tiểu Bạch phải làm chuyện mạo hiểm nên Kha Tuyết thấy hơi ấy nấy, đành phải cùng đồng dội đi thu thập vật tư. Nhưng mà, chúng ta còn rất ít nước, nếu ngươi nhìn thấy nguồn nước hãy thu thập một ít về. Phong Bất Hoa đột nhiên nói một câu, sau khi ba người thu thập vật tư ở gần cửa ra vào sông, đã không nhịn được tắm rửa, dùng một một lượng nước lớn. Tốt, vừa hay ở bên này có một con sông lớn, gói vào ít nhất có thể lấy được hơn 10 bọc nước. Tô Tiểu Bạch nhìn thoáng qua sông lớn, ở đó cũng không có linh lực dao động, nước sông giống như bên ngoài, không có gì khác thường. Tốt quá. Ngươi trở về sớm một chút. Có nguồn nước, sau đó giải quyết vấn đề trọng lực, đưa cho Kha Sương là có thể thu thập một lượng lớn, đến lúc đó có thể giải quyết triệt để vấn đề nước. Trò chuyện thêm một lát, cuối cùng Kha Sương nói: "Vậy, huynh cẩn thận một chút, muốn nói gì hãy dùng tinh thạch mạo phao gọi cho ta." Tô Tiểu Bạch đồng ý, hắn muốn chạy nhanh trở về từ lâu rồi mới rời đi một ngày đã rất nhớ nhóm đồng đội trên cây đại thụ có mấy trái cây lúc ăn cơm tô tiểu bạch có hái một ít nhưng kết quả rất chua xem ra chỉ có trong ranh giới mới có thứ ăn được muốn tìm được đồ ăn ở bên ngoài rất khó trong bóng đêm rất nhiều linh thú phát ra âm thanh kỳ quái cũng không biết đang nói gì tô tiểu bạch trốn trên cây ngủ ngon lành buổi sáng tô tiểu bạch leo xuống đi đến chỗ xác của thủy ngư thú Quả nhiên bởi vì độc tố nên không có linh thú nào lại đây ăn xác, xung quanh chỉ có chút dấu chân. Xem ra đám linh thú cũng không ngốc. Biết được độc tố lợi hại. Tô Tiểu Bạch kiểm tra một chút, phát hiện độc tố không bị tản đi, đành phải gói nước về trước rồi tính sau. Sông rất rộng, quan cảnh đối diện không có gì khác thường, thỉnh thoảng có linh thú qua lại, nhưng sông lớn đối diện bãi đá chỗ Tô Tiểu Bạch lại không có động tĩnh. Linh thú rất cẩn thận, lại càng đề phòng với ngoại nhân như hắn. Tô Tiểu Bạch đi đến bờ sông, nước sông chảy rất xiết, cũng rất trong, có thể nhìn thấy rong với mấy con cá ở dưới đáy, tối hôm qua thương thế của hắn đã khôi phục rất tốt, nhìn thấy cá trong nước muốn thử bắt mấy con. Nhưng mà phải gói nước lại đã, bọc không gian ngoại trừ đồ vật sống ra thì cái gì cũng có thể cất vào, đương nhiên nước không cần phải nói. Rất nhanh hắn đã đổ đầy mấy bọc, tuy rằng rất nhiều nước nhưng không làm gia tăng sức nặng đây cũng là khả năng đặc thù của cái bọc hắn không mang lưới nhưng lúc trước ở tầng thứ ba có tiêu diệt rất nhiều nhện lấy được rất nhiều nguyên vật liệu buổi tối đám kha sương rút ra chút thời gian thử làm cái lưới nhỏ lúc này lấy ra dùng linh lực khống chế tốt ném ra sông bùng một tiếng lưới lọc vào trong nước lập tức chìm xuống lúc tô tiểu bạch đang đợi thì một trận dao động lớn truyền đến từ dưới đáy sông dao động đang lao nhanh về phía mình tốc độ nhanh như vậy hơn nửa mức độ dao động cũng làm tô tiểu bạch cảm nhận được nguy hiểm ném lưới đánh cá nhện trong tay ra nhảy về phía sau linh hỏa trường thương sư một tiếng bay về phía kẻ địch ầm uhm. mặt nước bùng nổ bắn lên một mảng bọc nước lớn hình như trường thương đánh trúng cái gì đó chấn động rất mạnh tô tiểu bạch cảm giác linh lực dao động của kẻ địch không biến mất xem ra trường thương cũng không giết chết được lập tức khởi động lá trắng. hắn triệu hồi trường thương trên mặt nước bọt nước bắn lên đều hạ xuống như vậy mới nhìn rõ bộ dạng đối phương không ngờ lại là một con người từ đáy nước đi lên lại là con người tô tiểu bạch biến sắc chẳng lẽ là linh thú biến thành giống như băng phượng ở tầng thứ ba không dám khinh thường hắn tăng cường lá chắn đến mức cao nhất lúc này mới hỏi ngươi là ai ai ngờ đối phương trôi nổi ở trên mặt nước không trả lời còn công kích tới Ui uy 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 Mấy đạo kiếm thủy bay ra từ trên mặt nước đánh thẳng vào Tô Tiểu Bạch, số lượng kiếm thủy dày đặc, bao phủ quanh vị trí trên không Tô Tiểu Bạch, làm hắn không thể chạy thoát. Kỹ năng thật lợi hại, hắn cảm giác được kiếm thủy có linh lực dao động rất lớn, không phải dao động thấp mà là mỗi cái đều có tính công kích không nhỏ. Phịch một tiếng, kiếm thủy đánh vào lá trắng lập tức vỡ thành bọc nước bắn ra khắp nơi. Lần này công kích làm cho hắn có cơ sở, lá trắng nhoáng một cái lắc lư xem ra có thể ngăn cản được công kích của kẻ địch. Tiếp theo kiếm thủy phả vào mặt, liên tục đánh vào lá trắng, mỗi một lần Tô Tiểu Bạch đều phải dùng không ít linh lực để ngăn cản, chờ tới lúc kiếm dày đặt hết, Tô Tiểu Bạch đã tiêu hao một phần mười linh lực. Tô Tiểu Bạch lui về phía sau mấy bước, tính kéo giãn chút khoảng cách với kẻ địch, bởi vì trọng lực nên hành động có hơi chậm chạp. Ngươi là nhân loại đến từ bên ngoài sao? Tô Tiểu Bạch đột nhiên nghe thấy đối phương nói chuyện, người nọ bay lên cao một chút, không công kích nữa mà nhìn chằm chằm Tô Tiểu Bạch, giống như đang nghi ngờ. Tô Tiểu Bạch thấy kẻ địch không công kích thì nói: "Đúng vậy, ngươi là người hay linh thú?" Đến bây giờ Tô Tiểu Bạch vẫn không biết mình đang đánh nhau với cái gì, lúc này mới hỏi. "Đương nhiên là người." "Ngươi là người thành nào?" "Thành Thủy." Tô Tiểu Bạch vẫn không hủy bỏ lá trắng, hắn còn chưa làm rõ lai lịch của người này. Chưa từng nghe qua. "Ta là thành Nam Bình." Ta tên Chu Dũng, ngươi gọi ta A Dũng là được." Chu Dũng hạ xuống bãi đá, lại hỏi: "Vừa rồi vì sao ngươi lại dùng lưới đánh cá công kích ta? Làm ta phải dừng tu luyện." Lúc này Tô Tiểu Bạch mới hiểu nguyên nhân Chu Dũng xuất hiện. "Ta chỉ muốn bắt cá, rừng cây ở đây không có gì ăn được." Thì ra là vậy, đúng là không có thứ gì ăn được, ở cửa ra vào có một chút, nhưng mà giờ trở về cũng không kịp. Khoảng cách hai người có hơi xa, chu dũng đi lên trước vài bước tô tiểu bạch lập tức phát hiện ra chỗ khác biệt a à dũng hình như ngươi không bị trọng lực ảnh hưởng chu dũng cười ha ha nói ngươi bị trọng lực hại thảm rồi phải không lúc mới đầu ta muốn đi nửa bước cũng khó chỉ có thể dựa vào sông lớn bây giờ mới đi nhanh hơn một chút xem ra đối phương đã có cách giải quyết trọng lực tô tiểu bạch nghĩ trong lòng phải dùng cái gì để trao đổi trực tiếp mở miệng hỏi thì không được lễ phép a à dũng Ngươi làm sao giải quyết trọng lực vậy, ta dùng đan dược để trao đổi." Nói xong Tô Tiểu Bạch lấy ra một lọ đan dược khôi phục linh lực, là đan dược lớn. Nhìn thấy đồ Tô Tiểu Bạch lấy ra, Chu Dũng rất kinh ngạc. "Cái này của ngươi có giá trị rất cao." "Đúng vậy, là mua từ cửa hàng của Thành Thủy Nguyệt." Tô Tiểu Bạch không dám nói là do mình chế tạo ra, không thể không có tâm phòng bị, hơn nữa còn chưa làm rõ thực lực của người này nói không chừng là sẽ gây bất lợi với mình hơn nữa vấn đề trọng lực vẫn chưa giải quyết vẫn nên cẩn thận một chút nếu như vậy thì cho ngươi nói xong đối phương lấy từ trong bọc ra một viên tinh thạch màu đỏ sư một tiếng ném lại đây tô tiểu bạch nhẹ nhàng tiếp được còn chưa kịp nói chuyện đã cảm thấy trên người nhẹ đi rất nhiều từ lúc mình bắt được tinh thạch màu đỏ ảnh hưởng trọng lực đã khôi phục bình thường chu dũng thấy tô tiểu bạch đi lại vài bước cười nói thứ này rất hữu dụng Đan dược có thể cho ta được rồi chứ. Tô Tiểu Bạch ném đang dược qua, đối phương kiểm tra, nói. Độ tinh khiết rất cao, thành thủy nguyệt các người chắc là có đang dược sư rất lợi hại. Tất đang dược đi, Chu Dũng lại hỏi. Ngươi có gì có thể trao đổi nữa không? Tầng thứ tư quá lớn gặp được người cũng không dễ dàng. Chu Dũng có vẻ không lo lắng Tô Tiểu Bạch sẽ đánh mình, không khởi động các kỹ năng lá trắng, vân vân. Khoảng cách hai người đã vượt qua mức an toàn ta chỉ có đan dược để trao đổi. Đan dược có rất nhiều, Tô Tiểu Bạch có thể tự chế tạo, dùng cái này trao đổi là thích hợp nhất. Trên đường ta cũng thu thập được khá nhiều dược liệu, ngươi có cần không? Chu Dũng nói xong lấy ra mấy cái bọc, đổ hết đồ vật này nọ ra. Chính là những thứ này. Tô Tiểu Bạch nhìn xuống, dược liệu rất lộn xộn, chỉ dùng chai đơn giản để đựng, may mà linh lực không bị tiêu tán. Tầng 4 tháp khóa yêu, ven sông lớn. Chu Dũng lấy ra rất nhiều dược liệu, xem ra cũng có một ít kiến thức căn bản về dược liệu. Thật ra ta muốn có thêm cái này. Tô Tiểu Bạch cầm bảo thạch màu đỏ mà đối phương đưa cho mình nói: "A, à, cái này đơn giản, ngày hôm qua cái xác thủy ngư thú kia là ngươi giết phải không?" Chu Dũng cười hỏi. "A, à, ngươi nhìn thấy." Tô Tiểu Bạch nghĩ lúc đó hắn ở đây. "Không, ở đây không có người khác." Thì ra là như vậy. Tô Tiểu Bạch cũng biết ở trong tháp khóa yêu không dễ gặp được người, phần lớn nhân loại gặp nhau đều sẽ lẫn trốn, cố gắng tránh phải giao chiến hoặc xung đột. Tinh thạch màu đỏ ở trong cơ thể của linh thú, người có phát hiện ra bọn chúng không hề bị ảnh hưởng của trọng lực không? Chu Dũng nhắc tới Tô Tiểu Bạch mới nhớ đến. Lúc trước gặp phải linh thước đều bay rất bình thường, thủy ngư thú này không chỉ không bị ảnh hưởng của trọng lực mà còn có phòng ngự vật lý cường đại. Ta đoán là chúng nó đã từ từ thích ứng với hoàn cảnh ở đây, tiến hóa ra loại năng lực này. Người xem tinh thạch này đi ngoại trừ màu sắc thì không có gì khác tinh thạch bình thường. Trên người Chu Dũng còn một khối lấy ra đặt ở trong tay, có điều khối của hắn lớn hơn khối của Tô Tiểu Bạch rất nhiều. Không biết có năng lực khác hay không, có lẽ phải giết chết linh thú khác mới biết được. Thì ra là vậy, ta an tâm rồi, chỉ cần giết mấy linh thú là được rồi. Chu Dũng thu hồi tinh thạch của mình xong, nói ta thấy con thủy ngư thú kia là trúng độc chết, không dám tới gần. ngươi biết dùng độc sao? Pháp sư dùng độc rất ít, chủ yếu là do thứ độc tố này rất dễ làm ngộ thương chính mình. Hơn nữa bình thường người nghiên cứu độc tố là đang dược không tốt hoặc là học đồ. Dược sư bình thường chỉ cần mua sẵn là được rồi. là nấm hình người. trên đường phát hiện ra, nếu không có chúng nó, có khi đã bị thủy ngư thú xử lý rồi. tô tiểu bạch cố gắng nói nghe thật gian khổ, đỡ làm đối phương nghi ngờ. a à, thì ra là dược liệu. Ngươi cũng giống ta, cốt quá, ngươi xem ta thu thập được chỗ này có ít không, đều là thuận tay thu thập mà thôi. Những dược liệu trên mặt đất chủng loại rất phong phú, hơn nữa còn có khá nhiều dược liệu đặc biệt, nhưng mà không có độc dược, xem ra đối phương cũng rất cẩn thận, Tô Tiểu Bạch nhìn một lúc nói. Ta vẫn còn đang dược, ngươi muốn trao đổi không? Được, dù sao những dược liệu này giữ lại tạm thời cũng chưa có tác dụng dược liệu phải trải qua tinh luyện quá phức tạp, còn phải có một số công cụ mới có thể từ từ làm thành đan dược. Ở trong tháp khóa yêu nếu như không có nhiều thời gian rảnh thì không thể chế tạo được đan dược. Tô Tiểu Bạch thấy đối phương có thực lực không tồi, công kích thủy vừa rồi nếu mình không có lá trắng cường độ cao thì đã bị thương rồi, thực lực như vậy chắc là cũng sắp xỉ với mình, vì vậy trước khi giao dịch hắn hỏi. Cái đó, thật ra ta muốn hỏi một chút, ngươi có muốn gia nhập vào đội chúng ta không, Ta còn mấy đồng đội nữa." Chu Dũng thấy Tô Tiểu Bạch mời mình có hơi do dự, nói: "Thật ra ta cũng đã trải qua vài lần nguy hiểm, mỗi lần đều hy vọng có đồng đội." Tô Tiểu Bạch nghe thấy đối phương chậm rãi nói xong, không biết hắn có đáp ứng hay không, chỉ có thể cẩn thận lắng nghe. "Nhưng mà tầng thứ tư có một chỗ ở ngay phía sông lớn kia." Chu Dũng chỉ vào một đầu khác của sơn cốc, giống như có thứ gì ở đó. "Chỗ nào?" nếu là chỗ làm chu dũng bỏ qua cơ hội tham gia tổ đội thì chắc chắn có chỗ khác biệt ta cũng không gạt ngươi bên kia là cửa vào long cung đi vào trong đó thám hiểm sẽ thu hoạch được rất nhiều nếu ngươi có cơ hội có thể dọc theo sông lớn đi về phía đó là sẽ tìm được nếu đối phương không muốn tham gia đội tô tiểu bạch cũng không miễn cưỡng nữa dược liệu này ta dùng ba loại đang dược trao đổi với ngươi đều là để khôi phục linh lực tô tiểu bạch lấy đang dược ra giao cho đối phương Tốt quá, đang dược mua lúc trước đã dùng hết, nhưng mà ngươi cho ta thì ngươi phải làm sao? Xem ra Chu Dũng cũng đã gặp khá nhiều nguy hiểm, ngay cả đan dược cũng dùng hết rồi. Ta vẫn còn, lần sau gặp nếu ngươi thiếu đan dược, chúng ta có thể trao đổi tiếp. Tô Tiểu Bạch thu thập dược liệu trên mặt đất, Chu Dũng cũng không hỏi nữa, cáo từ Tô Tiểu Bạch xong liền lặng vào trong nước, chắc là đi về phía Long Cung. Thời gian vẫn còn sớm, ném ra hai cái lưới nhện, bắt được hơn 10 con cá, lúc này tô tiểu bạch mới đi vào rừng cây long cung mà chu dũng nói chắc là nơi có thu hoạch lớn nhất trong tầng này nếu có cơ hội nhất định phải dẫn đám sở sở đi xem thử nhưng mà trước tiên phải giải quyết xong vấn đề trọng lực đã trở lại trong rừng cây độc tố trong xác của thủy ngư thú đã tiêu tán gần hết tô tiểu bạch nhìn bốn phía xung quanh trong rừng cây có hơi nguy hiểm lúc mình xử lý xác rất dễ bị công kích xem ra phải phòng bị một chút mới được Xác của thủy ngư thú lớn như vậy, bây giờ xử lý ngay thì không ổn. Lấy mấy gói thuốc nổ từ trong bọc ra, đặt ở nơi có khoảng cách an toàn, làm một cái bẫy đơn giản, chỉ cần có thứ gì tới gần sẽ lập tức nổ tung, lúc này hắn mới khởi động lá trắng, xử lý cái xác trên mặt đất. Cái sừng trâu này không tồi. Tô Tiểu Bạch gỡ sừng trâu xuống, dùng công cụ thí nghiệm một chút, phát hiện độ cứng rất cao, mình không dùng đến cũng có thể mang về thành thủy nguyệt bán được cái giá không tồi hơn nữa sừng trâu không bị độc tố xâm nhập, không cần để ý quá nhiều. Những thứ còn lại không dễ làm. Tô Tiểu Bạch nhìn thấy cái xác, đột nhiên nhớ đến thất tinh thảo ở xung quanh lúc thu thập nấm hình người, thứ này có tác dụng khắc chế độc tố của nấm. Lấy thất tinh thảo từ trong bọc ra, dùng đan dược pha loãng, phun lên trên xác, quả nhiên những độc tố còn sót lại chưa tiêu tan bị loại bỏ sạch sẽ. Rất tốt, có giải dược này, sẽ không sợ bị chất độc nấm hình người dính vào. Tô Tiểu Bạch dùng công cụ từ từ xử lý cái xác, gia trâu rất thích hợp chế tạo đồ phòng thủ, bởi vì tầng thứ 4 có trọng lực gia tăng nên thủy ngưu thú có lực phòng ngự vật lý rất cao vì vậy mà gia trâu của nó cũng có lực phòng ngự vật lý cao hơn những gia lông mà hắn từng nhìn thấy trước đó. Mất rất nhiều khí lực mới xử lý xong cả gia trâu, đúng lúc này tinh thạch mạo phao ở bên hông vang lên. Tô Tiểu Bạch, Tô Tiểu Bạch. Là tiếng của Phong Bất Hoa. Làm sao vậy hoa hoa? Tô Tiểu Bạch vừa trả lời vừa xử lý xác, những bộ phận còn lại đều dùng để chế tạo đan dược, đối với đan dược sư, không có chỗ nào trên người linh thú là không dùng được. Bên huynh thế nào rồi? Sở Sở đang vội vàng ăn gì đó, Linh Nhi muốn biết tiến độ của Tô Tiểu Bạch, tinh thạch mạo phao đã bị phong bất hoa cướp lại. A, à, khá tốt, không gặp phải nguy hiểm gì, còn nữa ta đã biết cách giải quyết trọng lực. Xảy ra chuyện gì? Nghe thấy tin tức tốt, Sở Sở dừng ăn, hỏi gấp. Là như vậy, trong cơ thể linh thú có một loại tinh thạch màu đỏ, chỉ cần mang theo nó là có thể giải quyết được chuyện trọng lực. Thì ra là vậy, hoa hoa, chúng ta phải đi đánh linh thú sao? Sở Sở đã ở ranh giới cửa ra vào đủ lâu rồi, nghe thấy có thể giải quyết chuyện trọng lực thì rất hưng phấn. Trăm ngàn lần không cần. Tô Tiểu Bạch lập tức ngăn cản đối phương, mình vất vả lắm mới giết được một con linh thú rất nhỏ yếu ba người bị trọng lực ảnh hưởng sợ là không phải đối thủ. Linh thú ở đây rất đặc biệt, do hoàn cảnh ảnh hưởng nên chúng nó rất khác so với bên ngoài. Khác cái gì? Linh Nhi cũng rất tò mò, chẳng lẽ linh thú ở đây rất lợi hại, làm cho Tô Tiểu Bạch phải cẩn thận như vậy. Tô Tiểu Bạch cầm tinh thạch mau phao từ từ giải thích. Hôm qua ta gặp một con thủy ngư thú có linh lực rất yếu, nhưng phòng ngự vật lý của rất rất lợi hại, nếu ta không dùng độc dược, thì sợ là không thể giết chết được nó. Không bị thương chứ. Sở sở nghe Tô Tiểu Bạch nói vậy, theo bản năng hỏi. Hoàn hảo, chỉ có chút vết thương nhỏ, đã tốt rồi. Tô Tiểu Bạch không muốn làm sở sở lo lắng nên nói trọng thương ngày hôm qua thành vết thương nhẹ. Vậy là tốt rồi. Sở sở thở vào nhẹ nhõm, hỏi tiếp. Tô Tiểu Bạch, mỗi người đều phải mang một khối sao. Đúng vậy, một mình ta đánh cũng đủ tinh thạch các ngươi cứ an tâm chờ ở ranh giới đi không được buông lỏng đề phòng ta đã gặp một người pháp sư hệ thủy cũng may đối phương không có ác ý trong tháp khóa yêu quan hệ giữa người với người rất căng thẳng chủ yếu là do chiến lợi phẩm ở đây giá trị rất cao thấy hơi tiền nổi máu tham là chuyện bình thường giống như lúc gặp chu dũng vậy hắn đã chủ động nói với mình chuyện trọng lực còn trao đổi vật tư coi như tô tiểu bạch gặp may tô tiểu bạch từ từ kể lại chuyện gặp được chu dũng cho các nàng nghe nếu có người tới gần các ngươi nhất định phải tránh mặt trước tiên dò xét thực lực với ý đồ của đối phương rồi mới quyết định có giao thiệp hay không tô tiểu bạch lo lắng ba nữ tử nhất thời lơ là dặn dò cẩn thận nhưng mà có dặn đi dặn lại cũng không bằng mình nhanh chóng trở về tô tiểu bạch chúng ta biết rồi có kết giới của hoa hoa lúc gặp kẻ địch chúng ta sẽ núp đi là được có linh nhi ở trong đội tô tiểu bạch cũng yên tâm hơn nếu ai cũng giống như sở sở thì hắn không dám đi ra ngoài một mình tốt đêm nay có thể trở về rồi rất nhanh sở sở nghe vậy liền hỏi tô tiểu bạch huynh có nhớ chúng ta không nhớ ai nhất vừa hỏi đến cái này cả linh nhi và hoa hoa đều im lặng tô tiểu bạch ho khan một tiếng mới nói cái này đều nhớ ngươi không trả lời câu hỏi của ta trở về không làm đồ ăn ngon cho người từ trước tới giờ sở sở chỉ biết làm màu lời nói này hoàn toàn không có chút uy hiếp nào các tinh thạch mạo phao, cô tiểu bạch lắc đầu, tiếp tục xử lý xác của thủy ngư thú ở trên mặt đất. bây giờ đã có một viên, ít nhất còn cần ba viên nữa mới đủ cho cả đội. cô tiểu bạch ngẩng đầu nhìn về phía sông lớn, vị trí bãi đá này rất tốt, nói không chừng sẽ có linh thú khác đến uống nước hoặc là lặn sông. chỉ cần chờ ở bãi đá này là được. nếu như đánh không lại thì trực tiếp dùng độc tố, chắc là có thể tránh cứng đối cứng. lúc trước phòng ngự vật lý của thủy ngư thú rất cao. Tô Tiểu Bạch vẫn còn sợ hãi, nếu lại xuất hiện linh thú có năng lực đặc biệt khác thì hắn sẽ rất bị động, nếu không trực tiếp dùng độc tố đặc bẫy. Hy vọng buổi chiều có thể thu thập đủ tinh thạch màu đỏ. Một lúc lâu sau, cuối cùng Tô Tiểu Bạch cũng xử lý xong, hắn tìm được một viên tinh thạch màu đỏ thật lớn. Vị trí cũng thật kỳ quái. Vốn cho tinh thạch ở đầu, không ngờ lại phát hiện ở xương sống. Xem ra tiến hóa này không phải hình thành trong một thời gian ngắn, sợ là tháp khóa yêu đã có từ rất lâu rất lâu rồi. Sợ hãi cảm thán một hồi, Cô Tiểu Bạch cất tinh thạch màu đỏ, rửa sạch dấu vết, sau đó đi đến ranh giới bãi đá và rừng cây. Bây giờ sắp giữa trưa, chỉ cần đánh được hai khối tinh thạch màu đỏ là hắn có thể trở về rồi. Chỉ mong sẽ có linh thú. Tô Tiểu Bạch che giấu kỹ bản thân, lấy nắm hình người ra, dùng công cụ tinh luyện với đang dược xử lý qua, chỉ cần linh thú bị độc tố bao phủ giống như trước đó, xác suất giết được là rất lớn. Chế tạo đang dược độc tố nắm hình người xong, Tô Tiểu Bạch cầm nó đi bố trí mấy cái bẫy rập ở trên bãi đá, lúc này mới trở lại ranh giới, ẩn mình. Bây giờ chỉ cần đợi linh thú xuất hiện là được rồi. Đối diện sông lớn thỉnh thoảng có động tĩnh truyền đến. Hình như là có linh thú nào đó đang đánh nhau, hoặc là nhân loại, Tô Tiểu Bạch ngừng một lúc, vẫn không nghe rõ lắm, đành phải từ bỏ, bị ngăn cách bởi sông lớn, bình thường kẻ dịch tới gần chỗ hắn rất dễ phát hiện ra trong rừng cây hắn cũng chuẩn bị mấy cái bẫy nếu bẫy ở bãi đá không đủ để giải quyết linh thú có thực lực thì có thể dùng nó một lúc sau đối diện sông lớn yên lặng trở lại có một con ma tượng tiêu sái từ trong rừng cây đi ra dừng lại ở bờ bên đối diện bãi đá của tô tiểu bạch tô tiểu bạch nhanh chóng che giấu khí tức con linh thú kia lớn hơn thủy ngư thú rất nhiều cách mấy trăm thước hắn vẫn cảm nhận được linh lực dao động của đối phương rất lớn hơn nữa còn nhìn thấy trên người nó có mấy vết thương nhỏ xem ra tiếng động vừa rồi là do nó làm ra có lẽ không phát hiện có gì uy hiếp nên nó gầm lên một tiếng rừng cây bên cạnh bãi đá rung rung ngay sau đó lại có một nhóm ma tượng đi ra từ rừng cây có con to cũng có con nhỏ xem ra là một bầy đàn nhiều quá tô tiểu bạch sợ hãi than nhẹ lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều linh thú tụ tập thành đàn như vậy đương nhiên là không tính lan tuyết vực lần trước thực lực của chúng nó còn kém xa ma tượng. Sợ là một con ma tượng cũng có thể xử lý một đám lan tuyết vực kia, dịch người về phía thân cây giấu mình, hắn sợ đánh động đến chúng nó, nói không chừng tới để bơi lội, nếu lại gần đây thì kế hoạch của mình xong đời. Chẳng lẽ là tới uống nước? Cô Tiểu Bạch nhìn bãi đá ở đối diện, quả nhiên hơn 10 con ma tượng lớn nhỏ khác nhau đang từ từ đi về phía bờ sông. Con đầu lĩnh bị một chút vết thương nhẹ không uống nước ngay mà quay mặt về phía rừng cây nhìn dáng vẻ như đang đề phòng gì đó những ma tượng khác tranh thủ uống nước khác với những gì tô tiểu bạch nhìn thấy trong sách ma tượng bình thường ở bên ngoài đều có hai cái răng nanh trắng ngoãn rất dài răng nanh của những ma tượng này có màu đỏ nhạt xem ra cũng giống như tinh thạch màu đỏ đều bị trọng lực ảnh hưởng tô tiểu bạch chú ý tới ma tượng đầu lĩnh ánh mắt nó từ đàn ma tượng đang uống nước chuyển đến rừng rậm ở đối diện nhưng do mình không dám thả ra linh thức nên không phát hiện ra chắc là phải có gì đó tuy rằng tiếng đánh nhau vừa rồi truyền đến từ rất xa nhưng nhìn thương thế của ma tượng thì cũng không quá kịch liệt phần lớn ma tượng đều đã uống nước xong đi về phía trung tâm bãi đá lúc này con ma tượng đầu lĩnh to lớn mới đi về phía bờ sông có con ma tượng rất nhỏ vẫn đang uống nước ma tượng đầu lĩnh hét lên một tiếng sau đó dùng cái mũi lớn đẩy đẩy tiểu ma tượng rời khỏi bờ sông Chắc là rất thích uống nước nên tiểu ma tượng mới cố có sát một lúc lâu mới theo đàn đi về phía rừng cây khác vị trí lúc ban đầu. Đàn ma tượng rời khỏi bờ sông đi về một đầu khác của bãi đá. Lúc con cuối cùng biến mất trong rừng rậm, rừng cây lại bắt đầu rung rung. Có cái gì đó sắp đi ra. Tô Tiểu Bạch nhìn về phía bờ bên kia, không biết còn có thứ gì nữa. Quả nhiên, cây cối bị gạt sang, một con linh tê thú từ từ chậm rãi đi ra chắc đây là con vừa đánh nhau với ma tượng trên người linh tê thú cũng bị thương nhiều hơn ma tượng một chút có thể thấy trận đánh vừa rồi nó không chiếm được lợi thế trống linh tê thú đi đến trung tâm bãi đá gầm lên giống như phát tiếp bất mãn của mình ngay sau đó mấy con linh tê thú cao lớn xấp xỉ nhau từ trong rừng rậm đi ra trong số đó cũng có mấy con rất nhỏ chắc là linh tê thú nhỏ những linh thú này tạm thời không thể trêu vào Hắn chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn. Chắc lúc trước là do ma tượng với linh tê thú gặp nhau trên đường đi uống nước không ai muốn nhường đường nên mới đánh nhau. Không biết có thể thu phục một con được không? Cô Tiểu Bạch ở thành Thủy Nguyệt từng nhìn thấy người khác có tọa kỵ là linh thú rất mạnh. Dựa theo kinh nghiệm của linh thú trước đó, phòng ngự vật lý chắc chắn rất mạnh. Không biết rời khỏi tầng thứ tư tháp khóa yêu có thể thích ứng với hoàn cảnh khác không? Nơi này bị trọng lực ảnh hưởng làm cho linh thú không giống các linh thú cùng loại khác. Nếu như rời khỏi hoàn cảnh ở đây, sợ là đám linh thú này khó có thể thích ứng được, hoặc là thực lực sẽ giảm đi. Còn nữa vấn đề chính là làm sao bắt giữ với làm cho nó phục tùng đây. Tô Tiểu Bạch đã nghĩ ra cách bắt giữ, chính là dùng vài loài độc trộn vào nhau tạo ra một loại thuốc tê thật mạnh, chỉ cần linh thú bị tê liệt, mất đi năng lực công kích là có thể khống chế sau đó dùng đan dược khống chế thực lực làm nó tỉnh lại nhưng hắn không biết phải làm gì để thuần phục thử tưởng tượng xem nếu có một con ma tượng hoặc là linh tê thú làm tọa kỵ thì ở trong rừng rậm sẽ an toàn hơn rất nhiều ít nhất sẽ giúp tô tiểu bạch giảm bớt một phần áp lực bây giờ trong đội chỉ có một mình mình có lực phòng ngự mạnh nếu có tọa kỵ chia sẻ trợ giúp mình sẽ tốt hơn nếu mỗi người trong đội đều có tọa kỵ của mình thì sẽ gia tăng độ an toàn cho nhóm sở sở có lực phòng ngự không cao đáng tiếc đáng tiếc Tô Tiểu Bạch trơ mắt nhìn Linh Tê Thú từ từ uống nước xong quay trở về rừng rậm, thở dài trong lòng. Hai đàn Linh Thú này rất hợp dùng làm tọa kỵ, ít nhất là rất hữu dụng ở tầng thứ tư thác khóa yêu. Nhưng chúng nó đều sống theo đàn, hơn nữa thực lực cũng rất cao, một khi thất thủ thì mình có thể chạy trốn nhưng sợ chúng nó sẽ đuổi theo không tha. Để lần sau vậy. Thu lại tâm tư, sau khi bờ bên kia có hai đàn Linh Thú qua lại thì không có động tĩnh, Tô Tiểu Bạch ở trên cây chuyển lực chú ý về bên này. Một lúc lâu cũng không có linh thú xuất hiện, nhưng mà nếu bờ bên kia có linh thú đánh nhau để tranh giành xem ai uống nước trước, thì bên này cũng phải có linh thú đến mới đúng. Quả nhiên, lúc giữa trưa, nhiệt độ dần tăng cao, có một con thủy ngư thú từ từ xuất hiện trong tâm mắt của hắn. Cuối cùng cũng có. Nhìn thấy con thủy ngư thú này, tinh thần hắn tỉnh táo lại. May mà trâu nước hành động một mình, nếu tới một đoàn với thực lực bây giờ của hắn cũng không dám ra tay. Trước tiên nó nhìn một lượt bờ sông, chắc chắn không có nguy hiểm mới từ từ đi tới gần bờ sông. Lúc trước thủy ngưu công kích Tô Tiểu Bạch rõ ràng là do nhìn thấy hắn bị trong lực ảnh hưởng nên mới không quan tâm thực lực của hắn cao hơn mình. Lần này Tô Tiểu Bạch tính lợi dụng điểm này dụ dỗ trâu nước. Để hai khối tinh thạch màu đỏ ở trên cây, hắn bò xuống mặt đất. Đông. Không có tinh thạch màu đỏ hắn lại cảm nhận được trọng lực to lớn áp lên người tiếng động cũng lớn hơn động tĩnh lớn như vậy đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của thủy ngư thú quả nhiên lúc tô tiểu bạch chậm rãi đi về phía bờ sông nó đã quay đầu lại phản ứng không khác trước kia là mấy đầu tiên lúc nhìn thấy tô tiểu bạch nó theo bản năng tính bơi đến giữa sông chỉ cần vào nước phần lớn công kích sẽ yếu đi rất nhiều cách này rất thích hợp để né tránh tập kích bất ngờ lúc nó phát hiện tô tiểu bạch bị trọng lực ảnh hưởng đi đường rất khó khăn thì dừng bước hai mắt nhìn chằm chằm tô tiểu bạch như đang nhìn xem hắn có phải đang làm bộ hay không cũng không quá ngốc tô tiểu bạch bước chân trầm trọng từ từ đi về phía thủy ngư thú bộ dạng nhìn không giống giả vờ hình như nó đã xác định tô tiểu bạch thật sự không có năng lực chống lại trọng lực thì ra ở tầng thứ tư của tháp khóa yêu không phải tất cả linh thú đều có năng lực ngăn cản trọng lực chỉ có hơn một nửa linh thú tiến hóa ra loại năng lực này những linh thú khác hoặc là chết hoặc không tiến hóa ra linh thú không tiến hóa ra sẽ bị suy yếu thành linh thú bình thường thực lực kém xa linh thú có tinh thạch màu đỏ vì vậy thủy ngư thú nhìn thấy tô tiểu bạch bị trọng lực ảnh hưởng theo bản năng cho rằng hắn có linh lực cường đại hơn mình nhưng cũng không đánh lại mình thực tế thì lực công kích hiện tại của tô tiểu bạch đúng là rất khó giết được đối phương nhưng hắn có bảy độc tố thủy ngư thú đương nhiên không biết tô tiểu bạch có cách khác tô tiểu bạch đi vài chục bước cuối cùng thủy ngư thú cũng không nhịn được chưa từng có linh thú nào bị trọng lực ảnh hưởng dám đi khiêu chiến linh thú không bị trọng lực ảnh hưởng đằng một tiếng bốn chân nó bắt đầu di chuyển nhắm thẳng về phía tô tiểu bạch đến đây tô tiểu bạch thấy kẻ địch đã mắc mưu thì quay đầu chạy về phía cây đại thụ lúc trước mình còn phải leo lên cây lấy tinh thạch màu đỏ để khôi phục năng lực chống lại trọng lực thủy ngư thú chạy được một nửa thì tô tiểu bạch dùng linh hỏa khiêu khích mấy cái nó càng tức giận hơn tốc độ đuổi theo tăng nhanh một mảng lửa lớn nổi lên trên mặt đất bao vây thủy ngư thú đâu chính là linh hỏa của tô tiểu bạch ngọn lửa có diện tích rất lớn thủy ngư thú chạy vài bước cũng không thể ra khỏi phạm vi đúng lúc này trên mặt đất bảy độc chuẩn bị lúc trước bắt đầu khởi động một đoàn lại một đoàn khói đen bay lên từ dưới mặt đất nhanh chóng bao phủ trâu thú trống Linh hỏa không thể tạo thành thương tổn lớn cho nó, nhưng ngọn lửa có thể kích hoạt bẫy độc nhanh hơn. Lúc đầu thủy ngư thú vẫn không phát hiện ra có vấn đề gì, uy lực của ngọn lửa không lớn, ít nhất lúc chạy được một nửa là như vậy. Lúc sắp chạy ra thì độc tố màu đen lại mang tới bi hiếp cho nó. Độc tố thẩm thấu rất nhanh, độc tính của nấm hình người lại rất mạnh, thủy ngư thú còn chưa chạy ra khỏi vòng lửa đã ngấm vào cơ thể của nó. Tô Tiểu Bạch chạy rất chậm, Lúc quay đầu lại thủy ngư thú đã dãy dụa lao ra khỏi vòng lửa, thật ra sau cái bẫy thứ nhất vẫn còn cái bẫy thứ hai nhưng hắn thấy phản ứng của thủy ngư thú không khác gì với con trước đó, thì không kích hoạt cái thứ hai nữa, mà cố gắng phi lên cây. Tháp khóa yêu, tầng thứ tư, bên bờ sông lớn. Tô tiểu bạch phi lên cây, tiếng tim đập dồn dập như ở ngay bên tai. Trọng lực áp lên nên lúc tiến hành động tác kịch liệt linh lực của hắn tiêu hao rất nhanh, tìm thấy tinh thạch màu đỏ được giấu kín lúc này áp lực trên người mới giảm bớt. Nhìn xuống phía dưới, thấy bộ dạng thủy ngư thú đã thay đổi, lúc trước còn hùng hổ, giờ đã ngã trái ngã phải. Trống. Nó không cam lòng tru lên một tiếng, dãy dụa đi về phía tô tiểu bạch, nhưng sức lực đang tiêu hao nhanh chóng, linh lực trong cơ thể lại không thể điều động. Tô tiểu bạch yên lặng nhìn bộ dạng của kẻ địch, chờ đợi đối phương tự chết. Cuối cùng thủy ngư thú ngã trên mặt đất cách cây đại thụ một khoảng khá xa. Có vẻ độc tố đã phát huy tác dụng, dưới tác động của trọng lực phòng ngự vật lý của nhóm linh thú đã mạnh lên rất nhiều nhưng không vẫn không có ưu thế ngăn cản độc tố. Tô Tiểu Bạch nhảy xuống mặt đất, xác thủy ngư thú vẫn tản ra rất nhiều độc tố, không thể tới gần. Hắn lấy một đoạn dây thừng với móc câu, câu xác dùng sức kéo đi. May mà cách rừng rậm không xa, một lát sau hắn đã kéo cái xác vào trong rừng cây, dùng một ít giải độc thất tinh thảo, lại dùng cành cây trùng lên, sau đó trở lại bên bãi đá dấu vết bẫy rất rõ ràng phải xử lý một chút. Dấu vết lửa cháy với độc tố ăn mòn rất khó xử lý, hắn bộn rộn một lúc mới rửa sạch sẽ. Tảng đá bị cháy xém dùng một đống lá khô che đi, độc tố thì dùng thất tinh thảo trung hòa, chỉ cần không tới gần sẽ không phát hiện ra. Làm xong những việc này, Tô Tiểu Bạch lập tức bố trí bẫy rập ở một chỗ khác. Vẫn là độc tố nắm hình người, liều thuốc vẫn như vậy, đã xử lý xong bẫy rập hắn mới trở lại trên cây nghỉ ngơi. Động tĩnh vừa rồi không nhỏ, chắc là tạm thời sẽ không có linh thú xuất hiện, không biết đám Sở Sở đang làm gì, Tô Tiểu Bạch lấy tinh thạch mạo phao ra kích hoạt. Chỉ một lát, tinh thạch lập lòe vài cái, chứng tỏ đối phương đã nhận được đề xuất trò chuyện, Tô Tiểu Bạch rót vào một ít linh lực, nói, "Sở Sở. Tô Tiểu Bạch, sao vậy, có phải gặp vấn đề gì không?" Sở Sở ở bên kia đang bận thu thập thức ăn. Không có việc gì, mới xử lý xong một con linh thú sắp lấy được một tinh thạch trọng lực, Bây giờ đang rảnh rỗi nên muốn nói chuyện với các ngươi. Liếc nhìn qua xung quanh rất im lặng, Tô Tiểu Bạch đặt tinh thạch mạo phao ở bên người, lấy thức ăn từ trong bọc ra, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Sở Sở mau đến giúp ta một chút. Được. Hình như Linh Nhi đang rất vội, kêu Sở Sở qua. Hoa hoa, các ngươi tán gẫu đi. Sở Sở đưa tinh thạch mạo phao cho Phong Bất Hoa, sau đó chạy đến chỗ Linh Nhi. Ba chúng ta vẫn đang thu thập đồ ăn. Biên giới cửa ra vào rất lớn, hôm qua mới đi được gần một nửa, dù sao sau khi không gian của sở sở thăng cấp lên rất lớn, bên ngoài có tìm được đồ ăn không? Giọng nói của phong bất hoa truyền tới, còn có tiếng đồ vật gì đó rơi xuống mặt đất, chắc là Linh Nhi hay sở sở đang bận rộn hái hoa quả gì đó. Không tìm được, bên ngoài thức ăn đều bị trọng lực ảnh hưởng rất khó ăn, nhưng mà có rất nhiều dược liệu. Vừa rồi huynh giết chết linh thú gì vậy? Dù sao cũng đang nói chuyện phím, Phong Bất Hoa thuận miệng hỏi Thủy Ngư Thú, các ngươi tuyệt đối không được ra khỏi biên giới. Linh Thú ở bên ngoài có công kích với phòng Ngự Vật Lý rất lợi hại. Tô Tiểu Bạch sợ Sở Sở nghe thấy bên ngoài nhiều dược liệu muốn đi ra thu thập, dặn dò được biết rồi. Sở Sở, Tô Tiểu Bạch nói chúng ta không được ra ngoài. Có lẽ buổi sáng Sở Sở muốn đi ra ngoài, Phong Bất Hoa liền lớn tiếng nói với Sở Sở đang đứng ở dưới tàn cây một trận tiếng chạy vang lên, Tô Tiểu Bạch nghe thấy tiếng thở hồng hộc. Sau đó bên kia truyền đến tiếng sở sở. Bên ngoài nguy hiểm như vậy sao? Tô Tiểu Bạch bao giờ huynh mang tinh thạch về vậy? Chắc là đêm nay sẽ trở về. Tô Tiểu Bạch thấy chỉ cần đánh thêm một con thủy ngư thú nữa, nếu may mắn thì đêm nay là có thể trở về biên giới cửa ra vào. Được, vậy chúng ta sẽ chuẩn bị tốt đồ ăn. Nói chuyện phím xong Tô Tiểu Bạch nhìn xung quanh bờ sông trong sông lớn thỉnh thoảng truyền đến linh lực dao động rất yếu chắc là có linh thú gì đó ở trong nước kỹ năng thủy của tô tiểu bạch vẫn còn kém không được tốt như chu dũng có thể đi xuống nước xem ra muốn đến long cung phải tu luyện thêm kỹ năng thủy nếu không gặp phải kẻ địch ở dưới nước sẽ rất bị động đợi một lúc lâu rốt cuộc cũng có một con thủy ngư thú nữa xuất hiện chắc bên này là địa bàn của đám thủy ngư thú nên tần suất xuất hiện khá nhiều dựa theo cách lúc trước hắn tiêu diệt xong nó kéo sát vào trong rừng cây, bố trí bẫy rập ở xung quanh, Tô Tiểu Bạch lại lưu bù với công việc. Mãi đến giữa trưa mới xử lý xong hai cái xác, lấy được đủ tinh thạch màu đỏ. Vận khí khá tốt. Thu thập xong Tô Tiểu Bạch mở tinh thạch mạo phao ra, bắt đầu đi về hướng biên giới cửa ra vào. Trong biên giới, ba người đang ở dưới tàn cây xử lý đồ ăn. Đồ ăn trong tầng ba tháp khóa yêu đều chứa nhiều nước, không gian của sở sở không thể chứa được vật sống nhưng có thể giữ cho thực vật luôn tươi mới. Sở sở, không gian của ngươi phân loại như thế nào vậy, nhiều đồ vật như vật không bị loạn sao? Phong bất hoa rải tấm da lan tuyết vực ra, xung quanh đều là quả tươi mới hái xuống. Quả không biết tên còn phải rửa sạch để tiết kiệm không gian, vì vậy ba người đều cầm công cụ bận rộn ở trong kết giới của phong bất hoa. Ta cũng không hiểu, dù sao trong không gian có thể tự phân loại, chỉ cần bỏ vào sẽ không loạn. Giải thích hình như không hơi khó hiểu, Sở Sở nhìn lên quả còn ở trên cây, lát nữa không thể bỏ qua cho chúng nó. "Hoa hoa, gia tộc của ngươi rất lớn sao?" Linh Nhi buông công cụ xuống hỏi. "A, à, cũng không lớn lắm, nhưng ở thành Thủy Nguyệt chắc là lớn nhất." "Vì sao ngươi không dẫn người trong gia tộc đi cùng, có lẽ sẽ không khó khăn như vậy." Sở Sở thấy khó hiểu, mình không có gia tộc hỗ trợ đương nhiên không có cơ hội như vậy, thực lực của phong bất hoa cũng không phải rất mạnh, ít nhất tiến vào tháp khóa yêu lấy được thất tâm thảo vẫn có nguy hiểm rất lớn. Chỉ là không muốn phiền toái bọn họ, hơn nữa ở xung quanh thành thủy nguyệt xuất hiện rất nhiều thực lực tà ác, gia tộc cũng rất bận rộn, không muốn mang thêm phiền toái nữa. Phong bất hoa nói xong nhìn về phía Linh Nhi, đối phương hình như muốn hỏi vấn đề này từ lâu rồi, không biết mình trả lời như vậy đã phù hợp chưa? Không đúng, để ta đoán thử, chắc là gia tộc không đồng ý cho ngươi tới ngươi tự mình chạy tới đúng không sở sở từ lời nói việc làm của phong bất hoa suy đoán ra một số khả năng đúng như vậy gia tộc không muốn ta đến mạo hiểm cách nói này rất hợp lý một người năng lực có hạn cho dù rời khỏi được tháp khóa yêu cũng không mang được nhiều thứ nếu như là đại gia tộc trong một thành như vậy nên nhân cơ hội dẫn theo một đại đội nhân mã tiến vào tháp khóa yêu một người tiến vào đúng là mất nhiều hơn được không không, không phải lý do này. Sở sở lớn tiếng phản bác, sau đó đứng dậy, đi qua đi lại trên da lan tuyết vực, vẻ mặt bác quái nói ra phán đoán của mình. Chắc chắn là như vậy, tình nhân của hoa hoa trúng độc, chạy từ xa tới tìm hoa hoa, nhưng trong gia tộc không xem trọng hai người, hoa hoa đành phải một mình tiến vào tháp khóa yêu tìm giải dược, đúng không? Công cụ trong tay Linh Nhi trượt một cái, suýt chút nữa thì làm mình bị thương, giải thích của sở sở rất hợp lý, nếu không phải vì người yêu thì sao hoa hoa lại mạo hiểm tiến vào tháp khóa yêu nếu gia tộc không phản đối thì chắc các nàng cũng không có cơ hội chung đội hai mắt phong bất hoa tràn ngập vẻ khó tin như vừa nghe được chuyện hoang đường nhìn sở sở dùng ngữ khí khẳng định nói không phải như vậy chính là như vậy khó khăn lắm mình mới suy nghĩ ra chuyện mà hoa hoa giấu giếm sao sở sở có thể để đối phương phủ nhận dễ dàng như vậy đặt mông ngồi trở lại Sở Sở vẻ mặt khinh thường, vậy mà Hoa Hoa lại không thừa nhận, chủ yếu là muốn phủ định sự thông minh của nàng, điều này làm Sở Sở không thể chấp nhận được. Người trúng độc là nữ tử. Hoa Hoa không chịu được ánh mắt kỳ quái của Sở Sở, đáp lại một câu. "A, à, cái gì?" Không ngờ mình lại đoán sai một vấn đề lớn, lần đầu tiên Sở Sở thấy hoài nghi với trí tuệ của mình. Không nói rõ. Vô lực phản bác lại một câu, Sở Sở nhanh chóng cầm lấy công cụ Giả bộ cẩn thận xử lý quả, giống như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh. Quả này đúng là khó nhìn. Chốc lát sau, Sở Sở nhíu mày, làm việc càng ngày càng bực bội, vài thứ công cụ gì đó đều mất đi tác dụng. Ha 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 ha. Phong Bất Hoa nhìn thấy thay đổi của Sở Sở, cười ha hả. Linh Nhi ban đầu hơi ngạc nhiên sau lập tức hiểu ra xảy ra chuyện gì, cũng cười ha ha theo. Các ngươi cười cái gì? sở sở đang nghe truyện trên tv audio cv ném công cụ chính mình cũng không biết vì sao lại tức giận chủ yếu là hai người cười rộ lên ánh mắt còn trao đổi lẫn nhau giống như vừa phát hiện ra gì đó hừ ta muốn đi tiểu đứng dậy không chịu được không khí trong kết giới sở sở quay đầu bước ra ngoài hừ ông một tiếng bóng dáng sở sở xuất hiện ở ngoài kết giới từ bên ngoài không thể nhìn tới bên trong kết giới Sở Sở đi dạo không có mục đích vài chục bước mới ngồi xuống, nàng chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí. Sao tên Tô Tiểu Bạch kia vẫn chưa trở về? Sở Sở với tay muốn sờ tinh thạch mạo phao, lại phát hiện vừa rồi đưa cho Phong Bất Hoa vẫn chưa lấy lại. Điều này làm nàng càng tức giận hơn, dùng sức tóm mấy cái phiến lá của cây đại thụ, một loạt tiếng cách cách vang lên. Một lát sau, trên đất đầy mảnh vụn, tâm tình Sở Sở tốt lên rất nhiều, nên trở về xử lý quả không thì buổi tối Tô Tiểu Bạch về không có cái ăn. Trống. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng gầm. Âm thanh truyền đến rất nhỏ, thân hình Sở Sở lập tức bất động tại chỗ. Hỏng rồi hỏng rồi, gặp phải linh thú, làm sao đây? Mặc dù tiếng trống này không lớn nhưng rất rõ ràng, sợ là con linh thú kia đang cách biên giới không xa, với khoảng cách này nếu như làm động tác mạnh sẽ rất dễ bị phát hiện. Từ từ quay đầu, sở sở lấy phiến lá bị tàn phá che đi khuôn mặt, nhìn về phía âm thanh. Ngoài biên giới, một khu rừng rậm cách chỗ sở sở một đoạn, trên một cành cây lớn cách mặt đất hơn 10 thước có một con báo vân cả người đầy hoa văn đang cảnh giác nhìn xung quanh. Tiếng rống vừa rồi vọng lại từ chỗ nó. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sở sở từng nghe Tô Tiểu Bạch nói, linh thú ở ngoài biên giới đều có phòng ngự vật lý rất mạnh, ngay cả Tô Tiểu Bạch cũng bị thương, mình chắc chắn đánh không lại, Xuyên qua lá cây sở sở mơ hồ nhìn thấy ở xa xa trên cây có cái đầu gì đó đang chuyển động, nhưng không nhìn rõ mới làm nàng càng sợ hãi. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Sở sở từ từ ngồi xuống, cơ thể nhẹ nhàng di chuyển về phía kết giới, chỉ cần trở lại kết giới là an toàn. Trống. Không biết vì sao, sở sở cảm giác được bên trong tiếng trống này của con linh thú lại có sự lo lắng. Nhưng điều này không liên quan đến nàng, nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây đột nhiên ở bụi cỏ cách sở sở không xa lại xuất hiện một loạt tiếng động, phạm vi không lớn, giống như có một vật nhỏ gì đó đang đi tới đây. Xong rồi. Sở sở thầm kêu thảm, lá cây sao động ở hơn 10 thước kia rõ ràng như vậy, linh thú bên ngoài chắc chắn sẽ phát hiện ra. Quả nhiên, một đạo tinh quang nhìn về phía sở sở, linh thú nhảy lên. Bụi cỏ sao động kia hình như đang đi tới chỗ sở sở. Cạc cạc cạc, báo vân nhanh chóng chạy về phía này, còn vừa chạy vừa kêu kẻ địch chạy với tốc độ nhanh như vậy sở sở biết mình không thể chạy thoát lúc nàng muốn hét lên thì phía sau đột nhiên một bàn tay che miệng kéo nàng ra sau cây đại thụ gần đó hai mắt nàng đầy hoảng sợ dãy dụa vài cái người ôm lấy nàng vội vàng nói bên tai đừng lên tiếng là giọng linh nhi sở sở dùng khóe mắt nhìn lại thấy đúng là linh nhi đang ôm lấy mình ông một tiếng kết giới xuất hiện ở trong mắt sở sở bao phủ hai người ở bên trong phong bất hoa cũng xuất hiện ở bên cạnh linh nhi đang căng thẳng thì nhìn về phía báo vân đi về phía sau phong bất hoa vung tay lên chính mình đứng chắn ở trước mặt phạm vi kết giới không lớn ba người từ từ di chuyển về phía sau xa xa báo vân đột nhiên dừng lại ngay tại vị trí biên giới cửa ra vào trống một tiếng kêu lo lắng vang lên phong bất hoa thấy kẻ địch bất động cũng dừng bước sao lại như vậy ba người vẻ mặt khó hiểu, chẳng lẽ kẻ địch không vào được. Cách kết giới một đoạn, cây cỏ sao động vài cái, một cái đầu nhỏ đầy hoa văn thò ra. Ba. Tiểu tử kia mở miệng, hướng về phía kết giới kêu một tiếng. Đây là cái gì? Sở sở nhìn đầu sỏ gây tội hỏi. Phong bất hoa nhìn xa xa con linh thú to lớn đang liên tục đi qua đi lại ở rìa biên giới không thể tới gần biên giới cửa ra vào, lại nhìn con tiểu linh thú cách đó hơn 10 thước, lúc này mới nói. Vì sao lớn không vào được, nhỏ lại vào được. Tiểu tử kia lắc lư cái đầu như đang tìm gì đó, sương một cái chui đầu vào bụi cỏ, bụi cỏ lại sao động lên. Làm sao đây? Xem ra đối phương bị giọng nói hoặc là mùi của sở sở hấp dẫn, mới đi đến đây, còn về phần con lớn chắc là tìm kiếm tới. Tiểu linh thú giống như không ý thức được nguy hiểm, chui ra khỏi bụi cỏ đi đến chỗ lúc trước sở sở ngồi, đi qua đi lại xem xét lá cây sở sở xé rách chúng ta lui về phía sau hay làm sao đây phong bất hoa đương nhiên sẽ không ngốc mà đi thương tổn tiểu linh thú nếu con lớn nhìn thấy ba người làm tiểu linh thú bị thương nhất định sẽ canh giữ ở bên ngoài để báo thù nếu có tô tiểu bạch ở đây thì tốt rồi linh nhi không nghĩ ra được chủ ý gì chờ đi dù sao con lớn cũng không vào được có lẽ là có hạn chế gì đó làm cho linh thú lớn chống cự được trọng lực không thể đi vào biên giới cửa ra vào mà con nhỏ lại có thể đuổi con nhỏ ra ngoài sở sở thấy tiểu linh thú ở gần đó đang đi qua đi lại không có mục đích sau khi mất đi mục tiêu có vẻ tiểu tử kia rơi vào nghi hoặc tô tiểu bạch có tinh thạch mạo phao nó không những có thể nói chuyện với sở sở mà còn chỉ ra được phương hướng khối còn lại trong tay sở sở điều này giúp cho hắn ở trong rừng rậm vẫn nắm chắc được phương hướng không bị lạc đường đi được một lúc thì đột nhiên xuất hiện một con thủy ngư thú trực tiếp công kích người đang đi đường là tô tiểu bạch Chuyện này là sao? Vốn cho là có tinh thạch màu đỏ, không bị trọng lực ảnh hưởng thì linh thú như thủy ngư thú sẽ không dám công kích mình, không ngờ nó lại không biết sợ như vậy. Tô Tiểu Bạch liên tục nhảy qua lại mấy cây để tránh công kích của đối phương. Con thủy ngư thú này lại đuổi sát hắn không tha, liên tục đụng vào thân cây, ánh mắt nhìn chồng chọc vào Tô Tiểu Bạch như là có thâm thù đại hận. Chuyện này là sao, vẫn còn đuổi. Tô Tiểu Bạch bất đắc dĩ, vốn định nhanh chóng trở về biên giới nhưng con thủy ngư thú này đuổi theo không tha hắn đành phải lấy ra độc tố nấm hình người không ngoài ý muốn chỉ một lát sau kẻ địch đã tiến vào trong bẫy của hắn lại lấy ra một tinh thạch màu đỏ từ trong xác chết tô tiểu bạch xử lý xong cái xác lại đi tiếp lần này bị chậm trễ không biết đám sở sở có sốt ruột không trong rừng rậm thỉnh thoảng xuất hiện dược liệu nhưng chỉ có gặp được dược liệu vô cùng trân quý hắn mới dừng lại đi được một lúc lâu phía trước truyền đến tiếng động tầm vang, hình như là tiếng pháp thuật gì đó rơi xuống, đây vừa hay là hướng hắn trở lại biên giới. Làm sao bây giờ, sợ là có người đang tranh đấu. Tô Tiểu Bạch do dự một hồi, hay là liếc mắt một cái, nếu là người với linh thú đánh nhau thì có thể sẽ kiếm được ưu đãi gì đó. Nếu phiền phức quá thì đi vòng qua, dù sao đi đường vòng cũng rất lâu. Hắn khởi động lá trắng nhẹ nhàng đáp xuống trên cây cách đó không xa có một nữ tử trẻ tuổi đang đánh nhau với một con vượng thú to lớn ầm ầm rõ ràng nữ tử này là nhân loại pháp thuật cũng là công kích lôi điện rất đơn thuần còn vượng thú kia lại có phòng ngự vật lý rất cường đại khác với con vượng ma giữ cửa gặp được ở tầng thứ hai con linh thú này thực lực không cao nhưng lại có phòng ngự rất mạnh mỗi đợt công kích của nữ pháp sư chỉ có thể làm nó bị thương nhẹ nhưng mà chắc là do chiến đấu trong thời gian quá lâu nên linh lực vượng ma dao động rất yếu. Xem ra là sắp bắt được linh thú rồi. Tô Tiểu Bạch trốn trên cây, nhìn thấy chiến đấu sắp kết thúc, nghĩ thầm đánh nhanh lên để mình còn đi. Khách lạc. Đột nhiên, một lôi điện to lớn đập lên đầu vượng thú, nữ pháp sư nhanh chóng lui về phía sau. Có lẽ đã nhìn thấu thực lực của kẻ địch, vượng thú ăn một lôi điện này ngã xuống đất bất tỉnh. Cuối cùng cũng đánh xong. Nữ pháp sư thở thào một cái, lấy một lọ đang dược ra uống, nghỉ ngơi một lúc mới đứng dậy. Sao còn chưa đi nữa, a à, đúng rồi còn phải xử lý xác. Tô Tiểu Bạch cười thầm, mình chỉ nghĩ đến chuyện trở về, giết chết linh thú đương nhiên phải xử lý xác. Người ở bên kia xuất hiện đi. Lúc Tô Tiểu Bạch còn đang do dự có nên đi đường vòng không thì nữ pháp sư kia đã chỉ pháp trượng về phía này vạch trần chỗ ẩn nấp của Tô Tiểu Bạch. a à, không ngờ lại bị phát hiện. Xem ra thực lực của đối phương cũng sắp xỉ mình, thậm chí còn cao hơn, nếu không cũng sẽ không phát hiện ra. Thu hồi lá trắng, Tô Tiểu Bạch từ trên cây đáp xuống mặt đất. Cẩn thận. Tô Tiểu Bạch mới vừa hô lên một tiếng, xa xa đã truyền đến tiếng nổ mạnh. Ầm ầm. Lực chấn động do trận nổ vừa rồi rất nhanh đánh lại đây, may mà lá trắng của Tô Tiểu Bạch ngăn cản đúng lúc. Hoa Hoa và Sở Sở bị âm thanh này cắt ngang, cũng đứng dậy đến xem. Tô Tiểu Bạch tháo mặt nạ xuống nói. Chúng ta đi mau đi. Không kịp giải thích hắn nhanh chóng thu hồi những thứ còn lại trong kết giới. Bốn người bọn họ chạy được mấy trăm thước, Tô Tiểu Bạch mới nói. Được rồi, không sao rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Sở sở đang tu luyện đến thời điểm mấu chốt, không chú ý đến có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Độc dược mới xảy ra một ít vấn đề, may mà độ tàn phá không lớn, nhưng mà tạm thời không thể quay trở về bên kia. Tô Tiểu Bạch cởi trang bị phòng hộ xuống, giải thích với đồng đội. Làm ta sợ gần chết, ta còn tưởng rằng có người đến. Phong Bất Hoa đang tu luyện đến điểm mấu chốt thì nghe thấy tiếng nổ mạnh, suýt nữa rút vũ khí ra. Như vậy được rồi, ta đến bên kia chế tạo độc dược, làm xong sẽ trở về kết giới, các ngươi an tâm tu luyện đi. Được, cẩn thận chút, có việc gọi chúng ta. Linh Nhi biết là rất nguy hiểm dặn dò, sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần này Tô Tiểu Bạch càng cẩn thận hơn. Vấn đề nằm ở đâu? Trước mắt cái chai bên trái là nấm hình người, bên phải là thuốc tể chiết xuất bình thường mình vừa dùng. Chẳng lẽ trong đó có thứ gì mà mình không biết mới làm phát nổ? Trận nổ vừa rồi rất mạnh, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, chứng tỏ trong đó có rất nhiều thành phần xảy ra phản ứng, chắc không phải do thao tác. Để xác định lại điểm này, hắn thí nghiệm lại lần nữa, thả một mảnh vụn nấm hình người thật nhỏ lên tấm kính dày, sau đó pha loãng thuốc tể chiết xuất bình thường nhỏ một giọt lên trên sau khi hai thứ này tiếp xúc lập tức xảy ra phản ứng khác thường lẽ ra thuốc tể chiết xuất phải tách những thứ không có tác dụng trong độc tố ra trong quá trình cũng không xảy ra nhiệt lượng gì mới đúng nhưng không mảnh vụn trên tấm kính dần dần nóng lên chắc do lượng thuốc không nhiều còn pha loãng nên nhiệt độ chỉ tăng lên một lúc thì dừng lại xem ra là phải có gì đó loại trừ nhân tố thao tác Tô Tiểu Bạch bắt đầu nghiên cứu nấm hình người, bởi vì chiếc xuất thuốc tể là do mình tự tay bào chế, thành phần trong đó đều trong sạch, chỉ cần nhìn xem cái nấm này có gì khác thường không. Tô Tiểu Bạch cắt cây nấm thành 10 phần, lấy các loại thuốc tể ra bắt đầu thí nghiệm, thuốc tể chiết xuất được trộn lẫn từ hơn 10 loại thuốc tể. Muốn biết bộ phận nào trong cây nấm xảy ra phản ứng, chỉ có thể đổi thí nghiệm, những thuốc tể này đều phụ trách tác dụng khác nhau lúc chia tách mỗi một loại thuốc tể chiết xuất đều phụ trách một thành phần khác nhau tách những cái không có tác dụng ra khỏi những cái hữu dụng lúc thí nghiệm đến loại thứ năm rốt cuộc cũng xuất hiện hiện tượng nóng lên như lúc trước xem ra chính là ngươi tuy rằng phát hiện thuốc tể xảy ra phản ứng nhưng hắn vẫn thí nghiệm hết một lượt những cái còn lại lúc xác nhận chỉ có một loại thuốc tể này có phản ứng thì mới thu hồi lại tất cả thuốc tể thuốc tể thứ năm tô tiểu bạch nhìn cái chai trên bàn lấy sổ ghi chép ra tìm. Thuốc tể này đều do mình nghiên cứu ra, lúc trước khi thí nghiệm cũng có ghi chép các đặc tính của chúng. Số 5, số 5, đây rồi. Trên sổ ghi chép viết rõ ràng, thuốc tể số 5 chỉ có nguyên tố số 90 xảy ra phản ứng còn những thành phần khác đều rất ôn hòa. Bởi vì là thí nghiệm từ rất lâu về trước, nên hắn cũng không nhớ nguyên tố này có tác dụng gì, chủ yếu là do có quá nhiều chủng loại thành phần dược liệu, nếu đều nhớ hết thì rất phiền phức. Một số loại ít dùng đến hắn chỉ nhìn sơ qua, nhớ kỹ cách dùng, còn về các thông số thì vẫn phải đọc sách. Nguyên tố này có ghi lại ở trong sách khác, có sẵn đáp án, để tìm được nguyên tố số 90 hắn phải lấy sổ ghi chép thành phần gốc của dược liệu ra tìm. Kỳ quái, sao lại không có? Thành phần gốc chỉ có đến số 30, mất một lúc hắn mới tìm được sổ ghi chép thành phần trung cấp với cao cấp ở trong bọc. Quả nhiên, trung cấp chỉ tới số 60 là dừng chẳng lẽ là thành phần rất khó lường sao? Cuối cùng ở trong sổ ghi chép dược liệu cao cấp cũng tìm được tác dụng của nguyên tố số 90. Không ngờ lại là loại này. Trên sách dùng chữ viết màu lam nhấn mạnh giới thiệu nguyên tố 90, Tô Tiểu Bạch đọc lên. Nguyên tố số 90, rất hiếm, từng phát hiện ở rừng cây bên cạnh đại lục, nhưng bởi vì thực vật chứa nó phát triển quá chậm, hơn nữa hoàn cảnh yêu cầu rất nghiêm ngặt nên rất khó để tăng sản lượng. Tô Tiểu Bạch nghĩ, Hoàn cảnh tầng thứ tư khác với bên ngoài, đặc điểm ảnh hưởng của trọng lực vừa hay thích hợp cho loại nguyên tố này sinh sản. Đọc tiếp thì thấy có giới thiệu tác dụng của loại nguyên tố này, đây mới là điều quan trọng nhất. Tuy rằng trong thực vật chứa nguyên tố 90 có tác dụng gia tăng cường độ với tính bền của trang bị, nhưng thực tế tác dụng chủ yếu là gia tăng tính năng truyền linh lực cho trang bị. Hơn nữa chỉ cần một lượng nhỏ có thể làm gia tăng rõ rệt, bình thường hay thêm vào bước cuối cùng khi rèn trang bị. Sau khi trang bị thành hình lúc sử dụng chỉ có 8 phần tác dụng. Ánh mắt của Tô Tiểu Bạch vẫn không nhúc nhích, sợ bỏ qua một chữ, nếu những gì trên sách nói là sự thật, nguyên tố 90 này rất hiếm có. Tính năng truyền linh lực của trang bị là nhân tố quan trọng nhất quyết định cấp bậc trang bị, nếu có đủ lượng nguyên tố 90 thì có thể liên tục gia tăng cấp bậc trang bị. Tô Tiểu Bạch từ từ bình tĩnh lại từ trong vui mừng, đếm sách vào một sạp dược liệu và dụng cụ thí nghiệm. Phản ứng đầu tiên của hắn là đi tìm đám Sở Sở. Kết giới ở cách đó vài chục bước, Tô Tiểu Bạch cầm bảo thạch chiếu sáng nhanh chóng đi vào, Linh Nhi vừa kết thúc tu luyện. "Ngươi xong việc rồi sao?" "Không, ta phát hiện ra một nguyên tố rất hữu dụng." Tô Tiểu Bạch vẻ mặt vui mừng báo tin cho đám Linh Nhi. "Cái gì vậy?" Sở Sở mở to mắt hỏi, nàng tu luyện xong từ lâu rồi, bây giờ đang củng cố linh lực ổn định cảnh giới. "Ừ." còn phải nghiên cứu một thêm, chắc sáng mai mới lấy ra dùng được. Tô Tiểu Bạch đột nhiên nhớ ra, vẫn chưa chiết xuất nguyên tố 90. Phong Bất Hoa tập trung lắng nghe, Tô Tiểu Bạch nói rất quan trọng chắc chắn không phải thứ bình thường. Tô Tiểu Bạch ngồi xuống, định nghỉ ngơi một lát, vừa rồi bận rộn có hơi căng thẳng, cầm một quả không biết tên, từ từ nói. Là như vậy, ta phát hiện ra một loại nguyên tố ở trong dược liệu chứa độc tố, loại nguyên tố này ở bên ngoài rất hiếm, hơn nữa còn rất có ít hắn lấy sổ ghi chép dược liệu cao cấp ra, đọc lại một lần tác dụng của nguyên tố số 90. Còn có thứ này nữa sao? Phong bất hoa không ngờ một ít nguyên tố lại có thể khống chế được trang bị tốt hay xấu. Đúng vậy. Tô Tiểu Bạch cắn một miếng hoa quả, thỏa mãn nằm trên da lan tuyết vực, thu hoạch lần này làm hắn khá bất ngờ. Vừa rồi ngươi nói mai là có thể dùng được đúng không? Đang thí nghiệm, vẫn chưa xác định được hiệu quả nhưng chắc là không có vấn đề. Thí nghiệm thuốc tể đã xác nhận là có nguyên tố số 90, nhưng mà vẫn chưa xác định được lượng dùng, bởi vì lúc trước hắn chưa từng dùng loại nguyên tố này để tăng cường trang bị. Chưa từng nghe qua loại nguyên tố này, giá nhất định là rất cao. Phong Bất Hoa nhớ tới trong gia tộc có tu sĩ rèn vũ khí, lúc hắn chế tạo trang bị cũng không dùng loại nguyên tố này. Tu sĩ rèn trong gia tộc có thể nói là lợi hại nhất trong thành thủy nguyệt, cho dù mình không biết thì lúc trao đổi với tu sĩ rèn trong thành cũng phải nghe nói qua mới đúng, nhưng thứ lợi hại như vậy mà nàng chưa từng nghe nói. Đối với kiếm tu, trang bị còn ảnh hưởng tới thực lực mạnh hơn bình thường, vì vậy bình thường phong bất hoa rất chú ý đến chuyện rèn luyện. Nguyên tố mà Thủy Nguyệt còn không có mà Tô Tiểu Bạch lại có được. Chắc là vậy, tinh luyện ra sáng mai có thể dùng trang bị thí nghiệm thử. Linh Nhi nhớ đến pháp trượng của mình, cấp bậc cũng thấp hơn mình, nếu có thể nhân dịp này tăng lên thì không cần phải đổi cái mới nữa mua pháp trượng mới có khi còn tiết kiệm hơn nguyên tố này phong bất hoa tính thử một chút rõ ràng dựa theo độ khang hiếm của nguyên tố này thì đây là hiển nhiên nhưng ở đây chúng ta không thể mua được trang bị mới thực lực của bốn người đều tăng lên nhưng trang bị thì không theo kịp sở sở thất thủ của ngươi chắc là không cần đổi bảo kiếm với pháp trượng của hoa hoa cũng vẫn dùng được rất lâu Pháp trưởng của Linh Nhi có bảo thạch độc tố đặc biệt, cũng rất hiếm, trường thương của ta càng không cần phải nói. Tô Tiểu Bạch từ từ liệt kê hết các vũ khí, còn nói thêm: "Như vậy, ngày mai chúng ta dùng nguyên tố trên vũ khí trước thử xem, về phần trang bị trên người thì xem nguyên tố có bao nhiêu rồi tính sao?" Bởi vì vũ khí giúp lực công kích tăng lên cao nhất, hơn nữa trang bị trên người mọi người đều là bình thường. Trong độc tố kia của huynh chứa nguyên tố. Linh Nhi hỏi: Đúng vậy, là trong nấm hình người. Tô Tiểu Bạch giải thích. Không biết có thể gia tăng công kích độc tố của ta không? Linh Nhi lấy pháp trượng ra, phía trên viên bảo thạch lớn nhất là chữa khỏi, sau đó đến bảo thạch độc tố. Lực công kích của bảo thạch có hạn mức cao nhất, trước mắt thực lực của ta vẫn không thể phát huy ra lực công kích cao nhất của bảo thạch. Đưa vũ khí cho Tô Tiểu Bạch, Linh Nhi nói ra tình trạng hiện nay của mình. Ta nghĩ cho nguyên tố 90 ngấm vào bảo thạch này, xem có thể gia tăng hạn mức cao nhất của nó hoặc là gia tăng năng lực công kích của một loại độc tố khác hay không tô tiểu bạch nghe thấy suy nghĩ quan sát vũ khí suy nghĩ một chút nói cái này phải xem chất liệu gỗ có thích hợp hay không sáng mai chúng ta xuất phát đi về phía trước thí nghiệm thử xem tô tiểu bạch ăn xong hoa quả ra khỏi kết giới tiếp tục công việc lưu bù sau trận mưa to không khí tốt hơn rất nhiều nhiệt độ cũng thoải mái hơn đoán cái tô tiểu bạch đã làm đến nửa đêm chiết xuất xong nguyên tố 90 mới đi ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, ăn qua điểm tâm, xử lý tốt nơi đóng quân. Nhanh chóng tìm khoảng đất trống, sở sở và đồng đội đều lấy ra vũ khí, chuẩn bị thí nghiệm hiệu quả nguyên tố 90. Chúng ta dùng vũ khí bình thường thí nghiệm thử trước, nếu không vũ khí trên tay bị hư hỏng thì không tốt. Sở sở lấy công cụ thường dùng để thu thập ra, đưa cho tô tiểu bạch. Dùng cái này đi. Tô tiểu bạch dùng linh lực thí nghiệm, Năng lực truyền linh lực của công cụ này chỉ có 3, so với linh hỏa trường thương thì kém xa. Cái này được đó. Lấy một đơn vị nguyên tố 90, dùng linh lực khống chế hai thứ này ở trên không trung, theo nhiệt độ dần tăng cao, nguyên tố 90 bám ở trên công cụ dần dần ngấm vào. Tô Tiểu Bạch thấy cũng xấp xỉ thì dừng tay. Thế nào rồi? Phong Bất Hoa rất quan tâm nguyên tố 90 có tác dụng hay không, nếu hiệu quả rõ ràng thì sau khi vũ khí thăng cấp thực lực của nàng cũng gia tăng rất nhiều. Tính truyền tăng lên mấy lần. Rót linh lực vào trong công cụ bình thường Tô Tiểu Bạch lập tức phát hiện có thay đổi. Lúc đầu là 3, bây giờ đã là 18. Rõ ràng như vậy sao? Linh Nhi bị nguyên tố 90 làm kinh ngạc, tính năng truyền pháp thuật của mình cũng mới được hơn 100, không ngờ một đơn vị năng lượng lại làm tăng lên nhiều như vậy. Là tăng lên ổn định, hay là thế nào? Tô Tiểu Bạch đưa công cụ đã gia tăng cho đám Linh Nhi xem, sau đó nói với sở sở. Đưa thất thủ cho ta. Thất thủ màu đen, chất liệu gỗ cũng rất tốt, thậm chí còn tốt hơn linh hỏa trường thương của Tô Tiểu Bạch, nhưng có hơi bé, không thích hợp cho loại pháp thuật công kích lớn, nhưng lại rất thích hợp cho công kích đơn thể uy lực lớn. Ngươi xem tính truyền của thất thủ là bao nhiêu. Sở sở cũng không rõ thuộc tính vũ khí của mình, chỉ biết dùng khá tốt. Ừm, gần 200. Tô Tiểu Bạch lấy ra một đơn vị nguyên tố 90 ra, làm giống như vừa rồi, dùng linh lực dung hợp lại. Có lẽ do chất liệu gỗ của thất thủ này tốt hơn nên dung hợp tốn nhiều thời gian hơn một chút, làm xong Tô Tiểu Bạch dừng lại. Để xem thế nào. Tô Tiểu Bạch rót linh lực vào, một lúc sau mới nói. 220. Tăng lên hơn 30. Sở sở không ngờ một chút nguyên tố lại giúp vũ khí của mình tăng lên nhiều như vậy có phải sau này công kích của ta cũng sẽ tăng lên theo như vậy không tô tiểu bạch cũng không rõ lắm đành phải nói ngươi phải thí nghiệm mới biết tăng lên bao nhiêu hắn trả thất thủ lại cho sở sở đến lượt trường kiếm và pháp trượng của phong bất hoa đối phương đã chờ không kịp nhanh chóng đưa cho tô tiểu bạch hai đơn vị được không vừa rồi phong bất hoa thấy thất thủ của sở sở dùng một đơn vị muốn tô tiểu bạch tăng thêm thử xem tầng bốn tháp khóa yêu cửa ra vào Phong Bất Hoa làm kiếm tu, phần lớn dựa vào bảo kiếm, lần này Tô Tiểu Bạch phát hiện ra nguyên tố 90 có một tác dụng lớn đối với nàng. Linh Nhi thấy nàng muốn dùng thử hai đơn vị cũng có chút chờ mong. Hai đơn vị nguyên tố 90 chắc là sẽ tăng lên rất nhiều, chúng ta thử xem. Tô Tiểu Bạch cẩn thận khống chế bảo kiếm ở giữa không trung bắt đầu làm nguyên tố ngấm vào. Đây là vũ khí mà Phong Bất Hoa sử dụng chủ yếu, bảo kiếm này gia tộc vất vả lắm mới rèn được cho nàng. Chất liệu gỗ gần giống với linh hỏa trường thương của Tô Tiểu Bạch, tính truyền linh lực rất tốt. Tốt lắm. Quan sát một lúc hắn mới buông bảo kiếm ra. Dùng linh lực thí nghiệm xong trả lại cho Phong Bất Hoa, đối phương nhanh chóng cầm lấy. Thế nào? Ban đầu là 170, bây giờ là 202, tuy rằng không nhiều như thất thủ của sở sở nhưng cũng tăng lên 50 truyền, tăng gần 1 phần 4. Phong Bất Hoa kéo ra mặt ngoài của bảo kiếm xuất hiện một tia ánh sáng màu trắng, lúc đầu không có. Còn pháp trượng nữa. Bởi vì cũng tu luyện một ít pháp thuật nên nàng muốn dùng nguyên tố 90 gia tăng cả pháp trượng. Tô Tiểu Bạch lại làm thêm lần nữa, Phong Bất Hoa cầm hai vũ khí trong tay nói. Quá lợi hại, có lẽ bây giờ lực công kích của ta cũng sắp xỉ ngươi rồi. Lần này gia tăng giúp Phong Bất Hoa cũng có thể phụ trách công kích chính trong đội ngũ, hơn nữa nàng còn có ưu thế về tốc độ, nếu Tô Tiểu Bạch không thăng cấp vũ khí thì mình còn mạnh hơn hắn. Linh Nhi, pháp trưởng của ngươi. Thuốc tể độc tố ngày hôm qua huynh nói, nghiên cứu thế nào rồi? Đưa pháp trưởng cho Tô Tiểu Bạch, Linh Nhi vẫn muốn gia tăng công kích độc tố của mình, bởi vì nàng cũng tu luyện chữa khỏi, mỗi khi trong đội ngũ có người bị thương nàng đều thấy ấy nấy, lần nào cũng đều là nhóm đồng đội xông lên trước. Đương nhiên, ta đã nghiên cứu rất kỹ, lát nữa ngươi sẽ biết. Tô Tiểu Bạch lấy bình thủy tinh ra, bên trong là thuốc tể trong suốt có một chút màu xanh lá. Cái này khá nguy hiểm, ta đi ra bên kia, cho dù có xảy ra chuyện gì, các ngươi đều không được qua đó, ta có thể tự đảm bảo an toàn cho mình. Huynh có cần một bộ chữa khỏi không? Linh Nhi thấy Tô Tiểu Bạch phải mạo hiểm thì hơi lo lắng. Không sao, chữa khỏi có thể sẽ ảnh hưởng đến thao tác, ta khởi động lá trắng là được. Sở sở thu hồi thất thủ, thấy tô tiểu bạch cầm vũ khí của linh nhi với thuốc tể kỳ quái bỏ đi tô tiểu bạch giữ một khoảng cách an toàn với nhóm đồng đội lúc này mới cắm pháp trường xuống đất khởi động lá trắng, đảm bảo phòng thủ tốt mới mở thuốc tể ra trút nút lọ ra phát ra tiếng động nhỏ hắn cẩn thận đổ thuốc tể lên bảo thạch độc tố trên pháp trường bảo thạch với thuốc tể vừa tiếp xúc lập tức phát ra tiếng xì xì như bị ăn mòn màu sắc bảo thạch liên tục thay đổi thuốc tể ngấm vào bảo thạch không chảy xuống phong bất hoa chưa từng nhìn thấy cách tăng cường sức mạnh bảo thạch như vậy ở các thợ rèn khác xem ra trong tay tô tiểu bạch có rất nhiều bí pháp đặc biệt linh lực của bảo thạch khác với tinh thạch phần lớn tinh thạch đều thuộc loại linh lực tinh khiết cho dù có tác dụng đặc biệt cũng là do phương diện linh lực còn bảo thạch lại là phương diện công kích bởi vì có linh lực nên thông thường cả tinh thạch và bảo thạch đều không nhận gia tăng từ bên ngoài biện pháp dùng thuốc tể thăng cấp bảo thạch này cũng là tối hôm qua tô tiểu bạch mới nghĩ ra bởi vì nguyên tố 90 có một đặc tính là khả năng thẩm thấu rất mạnh, nếu không làm sao có thể thâm nhập vào trang bị sau khi đã chế tác xong. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tô Tiểu Bạch mới chế tạo ra thuốc tể tăng cường chứa nguyên tố 90. Ban đầu bảo thạch có màu xanh lá nhàn nhàn, sau khi thuốc tể ngấm vào thì từ từ trở thành trong suốt, mãi đến khi Tô Tiểu Bạch đổ hết thuốc tể, màu sắc mới từ từ ổn định lại. Tô Tiểu Bạch thu hồi cái chai, đứng ở khoảng cách an toàn quan sát bảo thạch thay đổi. Thế nào? Dù sao cũng là vũ khí của mình. Linh Nhi không nhịn được hỏi một câu. Chắc là không sao, chờ ổn định lại. Tô Tiểu Bạch giải thích xong tiếp tục quan sát bảo thạch, màu sắc từ từ biến đổi, nhưng mà mức độ thay đổi rất nhỏ bây giờ lại chỉ màu xanh lá nhàn nhạt chuyển động nhưng nhìn tươi đẹp hơn lúc trước. Cuối cùng, bảo thạch cũng biến đổi xong, Tô Tiểu Bạch cảm giác linh động dao động ổn định lại mới thử truyền một chút linh lực vào bên trong thăm dò. Sư theo hướng linh lực của Tô Tiểu Bạch, bảo thạch bắn một tia ánh sáng màu xanh lá ra xa, quanh một tiếng đành vào một gốc cây đại thụ tươi tốt. Dừng việc thử lại, tiếp nhận vừa rồi cho thấy bảo thạch đã có thể sử dụng. Vì là vũ khí của Linh Nhi nên để nàng tự thủ nghiệm uy lực cụ thể thì hơn. Nhưng mà trước tiên phải gia tăng tính năng truyền cho bản thân pháp trượng đã, trước mới chỉ thăng cấp cho bảo thạch độc tố. Lấy hai đơn vị nguyên tố 90, sau khi thẩm thấu vào trong pháp trượng, đảm bảo tính năng của vũ khí ổn định thì Tô Tiểu Bạch trả lại cho Linh Nhi. Ngươi dùng thử xem, chỗ nào không hài lòng thì nói cho ta. Được. Linh Nhi nhận vũ khí, nghĩ độc tố nguy hiểm hơn nên đi lên phía trước một đoạn, tự mình thí nghiệm. Kế tiếp Tô Tiểu Bạch phải thăng cấp vũ khí của mình, vừa rồi thăng cấp vũ khí cho đồng đội đã tốn không ít thời gian. Không thì dùng hết chỗ còn lại đi. Nhìn thấy trong chai còn 5 đơn vị nguyên tố 90 Tô Tiểu Bạch lớn gan một lần. Dù sao cũng chưa biết rõ đặc tính của nguyên tố mới nếu dùng quá nhiều trong một lần có tác phụ không, ví dụ như vũ khí bị hủy, thậm chí làm bị thương người ở bên cạnh vũ khí là mình. Tương lai nếu muốn thăng cấp vũ khí phải nắm được biện pháp an toàn. Bây giờ không có, hắn chỉ có thể dùng lá trắng bảo vệ mình. Linh hỏa trường thương bay lên giữa không trung. Tiếp theo là nguyên tố 90, lấy 5 đơn vị. Tô Tiểu Bạch dùng linh lực từ từ khống chế, bắt đầu làm nóng lần này lượng nguyên tố khá nhiều, lúc hai thứ tiếp xúc với nhau sinh ra dao động lớn hơn lúc trước rất nhiều. Tô Tiểu Bạch Cảm giác được nguy hiểm, sợ sợ ở gần đó hô lên. Không sao, không được tới gần. Linh hỏa trường thương ở giữa không trung trung trung, đột nhiên bốc lên ngọn lửa, nhiệt độ còn cao hơn lúc phát ra linh hỏa. Tô Tiểu Bạch ở ngay trước mặt lập tức bị nóng đến mặt đỏ bừng, đấy còn là có lá trắng bảo hộ, sở sở thấy hai tay tô tiểu bạch khống chế vũ khí giữa không trung phát ra dao động như phóng ra đại chiêu các ngươi mau chạy xa ra nhiệt độ càng ngày càng cao cả linh hỏa trường thương phát ra chói mắt nhưng mà không phải sắp nổ tung tô tiểu bạch bảo đồng đội cách ra ra sở sở bị phong bất hoa túng lại linh nhi đang thí nghiệm cũng dừng lại chạy theo trốn vào trong kết giới của phong bất hoa vẻ mặt căng thẳng nhìn tô tiểu bạch ở cách đó một đoạn Sợ là linh thú ở ngoài biên giới cửa ra vào cũng cảm nhận được dao động. Tô Tiểu Bạch cố gắng khống chế linh hỏa trường thương, nếu không động này còn lớn hơn. Đây là cho thêm mấy đơn vị vậy. Vừa rồi linh nhi thí nghiệm vũ khí phát hiện uy lực lớn hơn 1 phần 3 so với lúc trước. Bởi vì bảo thạch và pháp trượng đều thăng cấp, nhưng lúc thăng cấp dao động cũng chỉ giống như phóng ra một đại chiêu mà thôi. Trên mặt Tô Tiểu Bạch bắt đầu toát mồ hôi linh hỏa trường thương đã không nhìn rõ bộ dạng ban đầu, trở thành một đoàn ánh sáng chói mắt. May mắn là không có cảm giác sắp nổ mạnh, lúc này Tô Tiểu Bạch mới kiên trì khống chế vũ khí đang thăng cấp. Lúc khống chế cần linh lực, vừa rồi thăng cấp rất dễ dàng, không tiêu hao bao nhiêu nhưng lần này mới thời gian ngắn mà hắn đã tiêu hao rất nhiều. Qua vài phút, đoàn ánh sáng vẫn không có xu thế biến mất, Tô Tiểu Bạch chỉ có thể tăng cường lá trắng, đồng thời uống thuốc tể linh lực, phòng lúc ngoài ý muốn còn có đủ linh lực để ứng phó lúc thuốc tể đang chuyển hóa thành linh lực thì đoàn ánh sáng lại đột nhiên biến đổi hình dạng, đồng thời, hắn cảm nhận được bên trong xuất hiện dao động bất ổn. Chẳng lẽ là thất bại sao? Hắn nhanh chóng gia tăng linh lực ngăn chặn phản ứng bất ổn của linh hỏa trường thương. Bên ngoài cửa ra vào, vũ khí thăng cấp làm linh lực dao động truyền rất xa, rất nhiều linh thú ở gần đó đều cảm nhận được trận linh lực to lớn này có lẽ cho rằng sẽ đe dọa đến bản thân nên đám linh tê thú mà tô tiểu bạch nhìn thấy ở ven sông bắt đầu di chuyển về hướng ngược lại tô tiểu bạch ở vẫn đang bận áp chế dao động bất ổn nên không hề biết những chuyện này sao vẫn chưa xong nữa sở sở rất sốt ruột đã qua một lúc lâu rồi không sao tô tiểu bạch chắc là không có nguy hiểm phong bất hoa cẩn thận quan sát phía bên kia ánh mắt sắc bén của nàng phát hiện ra dao động bất ổn đã có xu thế chậm lại thật sao sở sở không nhìn rõ tình huống chỉ có thể mong Tô Tiểu Bạch sẽ không bị thương. Nhìn thấy dao động đã được ngăn chặn, trong lòng Tô Tiểu Bạch mới từ từ bình tĩnh lại. Linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn nữa, nếu không có tinh thạch hồi phục với thuốc tể bổ sung thì sợ là mình cũng không chống đỡ được. Dần dần theo thời gian, đoàn ánh sáng từ từ thu nhỏ, linh lực dao động cũng chậm lại theo. Có phải an toàn rồi không? Linh Nhi nhìn từ xa cũng cảm giác được linh lực dao động thay đổi. Quá lợi hại. Thấy Tô Tiểu Bạch đã an toàn, Sở Sở mới nói. Đoàn ánh sáng từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến mất, Tô Tiểu Bạch xuyên qua lá trắng nhìn thấy màu đỏ chói mắt của linh hỏa trường thường. Chắc là thăng cấp xong rồi. Tô Tiểu Bạch thấy cũng sắp xỉ rồi thì thu hồi linh lực, cuối cùng linh hỏa trường thương từ từ trầm xuống, khôi phục bộ dạng ban đầu. Mất hơn nửa canh giờ, lúc trước lâu nhất cũng chưa đến 10 phút, không ngờ lần này lại lâu như vậy. Tô Tiểu Bạch ngươi quá mạo hiểm. Đóng kết giới, phong bất hoa xuất hiện ở một chỗ gần tô tiểu bạch. May mắn, suýt nữa thì thất bại. Hiệu quả thế nào? Mặc dù hơi tức giận tô tiểu bạch lỗ mãn nhưng nàng vẫn hiếu kỳ kết quả thăng cấp. Tô tiểu bạch truyền linh lực vào, sở sở với Linh Nhi cũng đi tới, thấy trường thương không có gì thay đổi, tâm hơi nhất, lúc này tô tiểu bạch mới dừng lại nói. Lúc trước là 200, bây giờ là 380, tăng lên gần một nửa năng lực truyền linh lực của vũ khí trực tiếp ảnh hưởng tới uy lực công kích pháp lực lần thăng cấp này giúp lực công kích của hắn tăng lên gần một nửa nguyên tố này thật lợi hại nếu sử dụng một lượng lớn thì ngay cả đại lục cũng biến dạng phong bất hoa vẻ mặt nghiêm túc nàng nói là sự thật không đâu nguyên tố này ở ngoài rất ít về phần thực vật đặc biệt ở tầng thứ tư chỉ sợ nhổ lên mang ra ngoài trồng rất khó sống sót chúng ta chỉ có một thời gian ngắn để thu thập dược liệu cũng chỉ có thể làm như vậy. Một bên là tiếp tục phiêu lưu, một bên là nguyên tố 90 vô cùng hiếm, bỏ bên nào cũng rất đáng tiếc. Thu thập xong chúng ta xuất phát. Tô Tiểu Bạch nhanh chóng khôi phục linh lực. Linh Nhi ước chừng thời gian, hôm nay còn phải xuất phát nữa. Chúng ta còn chưa bàn bạc phải đi đâu mà. Sở sở nói. Không thì đến ven sông lớn đi, bây giờ thực lực của chúng ta chắc là cao hơn phòng ngự vật lý của linh thú rồi. Bên kia có một đàn linh thú, vừa hay có thể làm tọa kỵ đúng không? Tối hôm qua Tô Tiểu Bạch kể lại những chuyện mình trải qua, nhắc tới chuyện ven sông, Phong Bất Hoa lập tức đề nghị, có vẻ rất quan tâm đến chuyện tọa kỵ. Ngươi đã có kỹ năng phi hành rất tốt rồi còn cần tọa kỵ làm gì? Sở Sở thấy khó hiểu, tuy rằng linh thú lớn làm tọa kỵ rất an toàn nhưng lại chạy rất chậm. "Phái Phong." Phong Bất Hoa cười nói, Chúng ta có thể dùng độc tố làm bọn chúng hôn mê, đúng không? Ngay cả cách đối phó cũng nghĩ xong rồi, rõ ràng nàng đã nghĩ xong kế hoạch từ hôm qua. Chúng ta đi đến ven sông lớn, trên đường thu thập dược liệu. Tô Tiểu Bạch đề nghị. Được, ta không có ý kiến. Linh Nhi gật đầu, nàng không quen thuộc nơi này, không có đề nghị gì. Tô Tiểu Bạch lại dùng một lọ thuốc tể, lúc này mới khôi phục toàn bộ linh lực, tiểu đội bốn người nghỉ ngơi một lát, đến gần giữa trưa mới xuất phát. Ra khỏi biên giới, Phong Bất Hoa với Tô Tiểu Bạch đi phía trước mở đường, sở sở với Linh Nhi phụ trách phía sau, tiểu đội từ từ đi sâu vào nguy hiểm tầng thứ tư. Đi ra ngoài một đoạn, sở sở đã phát hiện dược liệu. Tô Tiểu Bạch, đây có phải nguyên tố 90 không? Phong Bất Hoa cũng rất tò mò, chỉ có một loại dược liệu chứa nguyên tố đặc biệt này hay là rất nhiều dược liệu ở tầng thứ tư đều có. Ngươi dùng cái này nhỏ một giọt vào, nếu nóng lên thì có chứa. Tô Tiểu Bạch nghĩ ra cách trực tiếp dùng thuốc tể số 5 để thí nghiệm. Như vậy sao? Sở sở cuối người, nhẹ nhàng nhỏ một dọc lên. Tô Tiểu Bạch gật đầu, cùng nhóm đồng đội đi quan sát dược liệu trên mặt đất. Rất nhanh đã có một làn khói trắng toát ra, lại nóng lên thật. Mau nhìn xem, được rồi phải không? Dược liệu này không phải là nấm hình người mà là một loại thuốc tể hỗ trợ rất bình thường có phải tất cả cây cối ở đây đều chứa nguyên tố này không? Phong bất hoa nhìn đâu đâu cũng thấy cây cối, suy đoán, nếu như vậy thì cứ ở tầng thứ tư thu thập nguyên tố là tốt nhất. Thí nghiệm xong sẽ biết. Phân thuốc tể cho đồng đội, bốn người liên tục thí nghiệm trên cây cối ở xung quanh. Kết quả đã phá vỡ ảo tưởng của phong bất hoa, thuốc tể số 5 không xảy ra phản ứng gì với cây cối xung quanh. Xem ra nguyên tố này chỉ có trong dược liệu. Phong bất hoa hơi tức giận, nếu cây cối cũng có nguyên tố này thì mình phát tài rồi đến lúc đó không cần gia tộc ủng hộ nàng vẫn có thể vững vàng gia tăng thực lực như vậy đã tốt lắm rồi mau đi tìm dược liệu đi linh nhi vỗ vỗ phong bất hoa đang thất vọng bốn người lại đi tiếp đến giữa trưa bọn họ đã đến ven sông lớn vẫn là chỗ bãi đá kia lúc trước thăng cấp vũ khí linh lực dao động đã dọa rất nhiều linh thú bỏ chạy đều là những linh thú lớn giữa đường tiểu đội chỉ gặp được một số linh thú nhỏ Tuy rằng trên đường vội thu thập dược liệu nhưng tốc độ vẫn nhanh bởi vì mọi người phát hiện không phải tất cả dược liệu đều chứa nguyên tố 90. Phong bất hoa không cam lòng còn bắt mấy con tiểu linh thú lấy thuốc tể số 5 thí nghiệm, nhưng không có phản ứng gì. Chúng ta ăn cơm trước đi. Linh Nhi chọn một cái cây lớn, quyết định nghỉ ngơ ở đây. Thức ăn để trong không gian, sở sở đang bận lựa chọn xem giữa trưa ăn gì. Tô Tiểu Bạch, quả màu đỏ tối hôm qua ăn ngon không? Cũng được. Tô Tiểu Bạch ở cách đó một đoạn nghe thấy sở sở gọi mình, bố trí xong bẫy rập đứng dậy nói. Vậy để ta đi chuẩn bị. Sở sở lấy quả màu đỏ ra dùng công cụ bắt đầu gọt vỏ. Trên đỉnh đầu cách đó một đoạn, phong bất hoa đang bay ở giữa không trung, quan sát khắp nơi để quyết định nên đi về phía nào, trước tiên xác định địa hình xung quanh. Chờ sở sở với Linh Nhi chuẩn bị xong thức ăn, hoa hoa cũng hạ xuống dưới, trong kết giới bốn người ngồi vây quanh trên da lan tuyết vực, bắt đầu ăn cơm. Quả màu đỏ này đúng là rất ngon, tiếc là chỉ có tầng thứ tư có. Sở Sở thấy Tô Tiểu Bạch ăn hết một quả, hơi tiếc nuối nói. Không những vậy còn chỉ có trong biên giới cửa ra vào, xem ra sau này không được ăn nữa rồi. Tô Tiểu Bạch nói theo. Trong quả còn có hạt mà, trong biên giới trọng lực có trọng lực thường, chắc ra ngoài cũng sống được. Linh Nhi có kinh nghiệm trồng cây, đúng là có một hạt giống ở trong quả, nói với Tô Tiểu Bạch. Có thể sao? Cô Tiểu Bạch chỉ biết thu thập xử lý dược liệu, không có kinh nghiệm trồng dược liệu Đương nhiên có thể Linh Nhi khẳng định Chúng ta đi ra ngoài dựng lên một trang viên, trồng các loại cây hiếm Còn có thể thí nghiệm xem những dược liệu này có thể phát triển được không, thế nào Cô Tiểu Bạch muốn thu thập thật nhiều nguyên tố 90 Như vậy có thể làm cho dược liệu bên trong sống được ở bên ngoài Nghe thấy Linh Nhi rất giỏi gây trồng thì đề nghị Được, đến lúc đó chúng ta cùng quản lý dù sao cũng không có gì khó, Linh Nhi đồng ý rất nhanh. Ta cũng muốn. Sở sở uống một ngụm nước, nói theo. Ừm, ở Thủy Nguyệt Thành được không, ta sẽ bảo gia tộc chuyển nhượng một trang viên thích hợp, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian. Phong bất hoa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tốt, đi ra ngoài rồi tính sau. Bốn người nhanh chóng ăn xong, thu thập đồ vật, bắt đầu bàn bạc nên đi đâu. Không thì chúng ta đi dọc theo sông lớn, bên cạnh sông lớn chắc sẽ có nhiều đàn linh thú đến lúc đó chúng ta sẽ có thể bắt được chúng phong bất hoa vẫn luôn nhớ đến chuyện vẫn chưa tìm được tọa kỵ vừa bàn bạc đã nhắc đến nó ngươi biết thuần phục linh thú làm tọa kỵ không tô tiểu bạch hỏi bắt sống linh thú thì không khó hắn có mang theo vài loại thuốc tể độc tố hơn nữa bây giờ thực lực của bốn người đã tăng lên rất nhiều đủ sức để đối phó với đàn linh tê thú gặp ở bờ sông lúc trước biết một chút cứ thử xem Phong bất hoa nói ậm ờ, không dám chắc chắn 100%, chủ yếu là vừa rồi lúc nàng bay ở giữa không trung đã xem xét địa hình xung quanh. Vừa rồi ta phát hiện rừng rậm ở đầu nguồn rất rậm rạp, chắc là có nhiều dược liệu với linh thú, hơn nữa địa hình bên kia cũng bằng phẳng dễ đi. Như vậy lúc đuổi bắt linh thú dễ dàng hơn. Linh thú tầng thứ tư quen thuộc với địa hình ở đây hơn họ, nếu tốc độ nhanh thì bốn người cũng rất khó bắt được. Linh Nhi, ngươi thấy sao? Tô Tiểu Bạch quay đầu hỏi. Cái này, tối hôm qua Tô Tiểu Bạch nói gặp một người tên là Chu Dũng gì đó, hạ du có cửa vào Long cung. Ngày hôm qua Tô Tiểu Bạch kể tường tận, bây giờ Linh Nhi nhắc tới là muốn nghe chi tiết. Đúng vậy, người đó còn không có tổ đội, xem ra rất muốn vào cửa vào Long cung. Tô Tiểu Bạch nhớ lúc đó Chu Dũng rất kiên định, mình cũng muốn nhìn thử cửa vào Long cung. Liệu bên kia có phải biển không? Sở Sở hỏi Tô Tiểu Bạch chu dũng không nói có lẽ là vậy không thì đi hạ du nhìn xem ta chưa từng nhìn thấy biển sợ sợ nói thẳng ra ý kiến của mình ta cũng chưa nhìn thấy phong bất hoa nói theo vậy đi đến hạ du khả năng ở hạ du có đàn linh thú rất lớn lúc đó linh tê thú cũng đi về phía hạ du tô tiểu bạch sợ phong bất hoa không vui nhanh chóng nói chuyện tọa kỵ vậy được Phong bất hoa nghe thấy có cơ hội bắt được linh tê thú thì mới vừa lòng. Dọc theo sông lớn, tiểu đội tiếp tục đi về phía trước, để an toàn các nàng đi trong rừng cây cách sông mấy trăm thước, chỉ dùng sông để xác định phương hướng. Đi được nửa giờ thì phía trước truyền đến tiếng động lớn, phong bất hoa lập tức bay lên trước xem xét. Chuẩn bị tốt, nói không chừng linh tê thú đang đánh nhau. Tô tiểu bạch triệu hồi trường thương, linh nhi thêm chữa khỏi trên người đồng đội, đợi lúc đánh nàng phải xem thử năng lực độc tố mới của mình thế nào rất nhanh phong bất hoa đã trở về là hai thủy ngư thú không biết vì sao lại đánh nhau lúc trước tô tiểu bạch đã từng gặp loại linh thú này hiểu rất rõ thực lực của chúng tốt quá vừa hay có thể luyện tập kỹ năng thủy ngư thú có công kích với phòng ngự vật lý rất mạnh nhưng dựa vào thực lực hiện tại của chúng ta chắc chắn có thể đỡ được hoa hoa linh nhi sợ sợ các ngươi đứng ở trong lá trắng của ta công kích, ta phụ trách yểm trợ. Chúng ta có thể đánh được không? Sợ sợ hơi lo lắng, lúc trước cô Tiểu Bạch đã bị thủy ngư thú làm bị thương. Được, ta ở ngay bên cạnh các ngươi, sẽ không nguy hiểm. Tô Tiểu Bạch căng dặn, sợ thủy ngư thú chạy trốn, nhanh chóng đưa đồng đội đến gần hai con thủy ngư thú đang đánh nhau. Bởi vì có kết giới của phong bất hoa nên linh lực dao động của bốn người được che giấu kỹ, lúc hai linh thú phát hiện bị bốn người vây quanh thì đã không kịp chạy trốn. Trống. Hai linh thú biết bị vây trong hoàn cảnh xấu thì lập tức dừng đánh lại, đồng thời hướng mục tiêu vào tiểu đội, muốn dùng sức mạnh công kích và phòng ngự vật lý để đánh bại những nhân loại này, hoặc là phá vòng vây ra ngoài. Đầu tiên phong bất hoa bay lên không trung, nàng vốn có tốc độ ra tay nhanh nhất nhưng lúc này cũng không công kích. Lá trắng. Tô Tiểu Bạch bảo vệ tốt cho đội ngũ mới nói với Linh Nhi và Sở Sở các ngươi công kích đi có lẽ là do vũ khí thăng cấp cũng có thể là có tô tiểu bạch ở đây nên hai người không do dự lập tức phát ra công kích của mình tục độc linh xà ánh sáng màu xanh hiện lên đánh vào đầu thủy ngư thú trống phòng ngự thủy ngư thú bị phá vỡ cả đầu lập tức vỡ ra công kích của sở sở hơi chậm lại một chút chờ xác của con linh thú kia ngã xuống đất thất thủ mới bay đến trước mặt một con linh thú khác con thủy ngư thú này nhìn thấy con kia chết, đang lao nhanh về phía trước lập tức phanh lại, nhưng thất thủ đã tới trước mặt, nếu muốn quay đầu chạy trốn phải né tránh hoặc phá được thất thủ này. Lúc trước thử qua vài lần, Chu Dũng đã hiểu rõ tập tính linh thú giữ cửa ở đây. Lần đầu mình công kích chỉ xuất hiện hơn 10 bọ cạp độc, nhưng khi hắn tới gần số lượng bọ cạp lại nhân lên gấp 10 lần. Hơn 10 đương nhiên dễ tiêu diệt, nhưng hơn trăm con lại làm hắn luống cuống. Quan trọng là muốn vào Long cung phải vượt qua địa bàn của chúng, nhưng mỗi lần mình tiêu diệt xong hơn trăm con bọ cạp độc thì sau đó lại xuất hiện nhiều hơn, mà lúc này mình mới đi được nửa đường, còn rất xa mới đến cửa. Chỗ này không vào được. Uống hết một lọ thuốc tể, miệng vết thương từ từ khôi phục. Thuốc tể này chính là thuốc hắn trao đổi Tô Tiểu Bạch, mỗi lần bị thương chỉ dám dùng một chút, nhưng mà một chút này cũng đã làm vết thương lành lại rất nhanh. Làm sao bây giờ đây? lần nào cũng không thành công chẳng lẽ phải buông tay thật sao vào lúc hắn đang rối rắm thì nhóm bọ cạp độc lại từ từ rút lui biến mất ở bãi đá ven bờ biển không thì đi chỗ khác xem thử chu dũng thật sự không biết phải làm gì với những con bọ cạp độc này phòng ngự vật lý mạnh lại còn có công kích độc tố từ xa kẻ địch vừa khó đánh vừa gai góc bờ biến rất dài cửa vào long cung cũng không chỉ có một chỗ nhưng mà có linh thú khác nhau bảo vệ nói không chừng chỗ khác vừa hay có linh thú phù hợp với năng lực của mình thì sao ông tia may mắn cuối cùng chu dũng rời khỏi bờ biển này bay về phía xa xa một lúc sau cảm thấy đã gần đến nơi hắn mới dừng lại bởi vì địa hình bên này khác hoàn toàn bờ biển toàn bãi đá có bọ cạp độc từ khe hở tảng đá bò ra bên này toàn là bờ cát hạt cát chắc sẽ không có bọ cạp độc bò ra đâu sau khi nghĩ xong hắn lấy hết dũng khí đi về phía biển vừa đến mép biển đã xuất hiện mười linh lực dao động đến đây. Chu Dũng nhanh chóng sốc lại tinh thần. Lần này lao ra khỏi mặt nước không phải bọ cạp độc mà là cự. Vài cục nước bắn ra, hình như cự có phòng ngự cao hơn, chỉ có mấy con bị cuột ngã, những con còn lại vẫn đuổi theo Chu Dũng. Chu Dũng thấy công kích của mình hiệu quả không cao thì trong lòng rất tức giận, cũng không nương tay phóng ra linh lực lớn nhất. Cho dù dùng công kích lớn hơn lúc đánh bọ cạp độc vẫn phải mất hơn 10 phút giết được hết đám cự. Hắn không dám đi tiếp, bởi vì số lượng cự này cũng bằng số lượng nhóm bọ cạp độc đầu tiên, nếu đi tiếp sợ sẽ xuất hiện hơn trăm con cự, đến lúc đó mình có chạy cũng chạy không kịp. Lúc hắn còn đang do dự có nên từ bỏ vào cửa Long Cung hay không, thì phía sau lại truyền đến một tiếng gọi. Chu Dũng, là ngươi sao? Chu Dũng nghe thấy âm thanh này cách mình rất gần, sợ tới mức cả người rung lên, theo bản năng khởi động bảo hộ, đồng thời bay lên lên không trung, quay đầu nhìn. Là ta, Tô Tiểu Bạch. Nhìn thấy Chu Dũng khẩn trương như vậy, Tô Tiểu Bạch lập tức dừng bước, đứng tại chỗ. Sao ngươi lại đến đây? Vừa rồi Chu Dũng bị dọa sợ, cũng là do không vào được Long cung bị đã kích lớn, nên mới hoảng hốt không phát hiện ra có ngươi xuất hiện, khoảng cách này đối với một pháp sư là rất nguy hiểm, chỉ cần một pháp thuật công kích rất nhỏ đã đủ lấy mạng rồi. Đơn giản là do có những pháp thuật công kích gần rất nhanh, không giống như công kích từ xa, công kích linh lực lớn thời gian chuẩn bị cũng lâu hơn trước đó ngươi nói là ở bên này có cửa vào long cung nên ta đi xem thử không ngờ lại vừa hay nhìn thấy ngươi đang giết cự cho nên đi đến chỗ chu dũng tới đúng là gần chỗ đám tô tiểu bạch những con cự này tô tiểu bạch cũng gặp phải a à, nhớ rồi chu dũng buông lỏng cảnh giác từ từ hạ xuống vừa rồi mình rất căng thẳng pháp trượng cũng chuẩn bị công kích pháp thuật may mà giải trừ được hiểu lầm chúng ta đến rừng rậm bên kia đi một lát nữa lại xuất hiện cự Tô Tiểu Bạch đoán đối phương cũng bị những linh thú này ngăn cản, vừa hay mình cũng đang tìm người giúp đỡ. Được, chúng ta đi thôi. Ở đây đúng là không an toàn, nhóm cự đầu tiên bị tiêu diệt một lát sau sẽ có nhóm khác bổ sung đến. Hai người rời khỏi bờ biển, đi đến khu rừng bên cạnh, lúc trước giao dịch với Tô Tiểu Bạch hắn rất vừa lòng nên cũng không ngại, tức giận nói. Đám linh thú này quá nhiều, một mình ta không vượt qua được. Ta cũng vậy. Tô Tiểu Bạch thấy đối phương không vui vẻ cũng đồng tình nói. Ta chuẩn bị bỏ cuộc rồi, thật sự quá khó, bên kia có một bãi đá xuất hiện bọ cạp độc đỡ hơn bên này nhưng ta đi được nửa đường thì không chống đỡ được đành phải quay lại, xem ra là hết cách rồi. Chu Dũng lắc đầu, chắc đã hoàn toàn từ bỏ. Không hẳn. Tô Tiểu Bạch nói, Chu Dũng nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn, lập tức hiểu ra suy nghĩ của hắn. Sợ là vẫn không được, hai người chúng ta cũng không qua được. Linh lực dao động của Tô Tiểu Bạch không kém nhưng chỉ dựa vào hai người không thể đánh lại nhiều linh thú công kích như vậy. Ta phải dùng khối tinh thạch mới đổi được tin tức cửa vào Long Cung từ một nhóm người, xem ra là bị hố rồi. Nghĩ đến tổn thất của mình thì lại càng khó chịu hơn. Lần này tổn thất khá lớn, hơn nữa lúc trắng bọ cạp độc đã dùng hết đạo cụ pháp thuật, chuyến đi tầng thứ tư này coi như về không. Tô Tiểu Bạch thấy mặt đối phương đầy khổ sở, đột nhiên hỏi. Lúc trước ngươi vào tầng thứ tư bằng cách nào? Chẳng lẽ một mình giết chết linh thú giữ cửa sao? Không có. Chu Dũng nói ra tình hình thực tế. Lúc đó gặp được một đội ngũ, chính là đội ngũ đã nói cho ta biết tin tức cửa vào Long Cung. Thật ra 10 khối tinh thạch kia còn bao gồm cả thù lao qua cửa. A, à, bọn họ đưa ngươi vào tầng thứ tư. Cô Tiểu Bạch không ngờ lại là vậy, thù lao đưa những người khác qua cửa sớm biết như vậy thì lúc đánh bại linh thú giữ cửa đã mang thêm vài người nữa rồi. Nhưng nghĩ lại thì lúc ấy cũng không gặp ai, cho dù muốn dẫn người đi cũng không được. Khi đó vừa gặp được bọn họ, ban đầu một mình ta đến tháp khóa yêu, tầng 3 thu hoạch được không tồi, đang định rời khỏi thì bọn họ nói có thể đưa ta đến tầng thứ tư, nhất thời bị quỷ ám nên đã đồng ý. Sau khi Chu Dũng biết được chuyện cửa vào Long Cung từ miệng bọn họ thì vừa qua cửa tới bên này luôn. Vậy bọn họ đâu? Tô Tiểu Bạch thấy khó hiểu, sao những người đó lại biết tầng thứ tư có Long Cung, còn biết được vị trí chính xác. Chẳng lẽ trong số bọn họ có người đã từng tới đây, hay là có bản đồ này nọ? Chúng ta đã chia tay ở gần cửa ra vào, lúc ấy bọn họ phải đi thu thập những dược liệu cần thiết, sớm biết như vậy ta đã đi theo bọn họ rồi. Không phải những người đó bỏ mặt Chu Dũng, mà có mời hắn nhưng lúc đó hắn nghĩ một mình tiến vào Long Cung thì sẽ không có người chia sẻ chiến lợi phẩm với mình, ai ngờ lại gặp phải nhiều linh thú như vậy. Tô Tiểu Bạch lẳng lặng nghe đối phương giải thích xong, lúc này mới hiểu được chân tướng. Nói cách khác, có thể những người đó vẫn chưa đi vào Long cung. Không, sợ là bọn họ đã đi vào rồi. Chu Dũng lắc đầu nói. Tuy rằng ta đi sớm hơn, nhưng lại bị chậm trễ ở bên này, có lẽ bây giờ bọn họ đã vượt qua đám linh thú, tiến vào đường hầm Long cung. Đường hầm lần đầu tô tiểu bạch nghe thấy từ này từ trong miệng đối phương lúc trước ở bờ sông chu dũng chỉ nói ngắt sơ qua vị trí cửa ra vào không nói sau khi tiến vào sẽ thế nào là như này thực tế sau khi vào đáy biển xuyên qua rào cản của nhóm linh thú sẽ dẫn tới một đường hầm độc chính là đường hầm long cung sau đó thì sao tô tiểu bạch truy hỏi nếu đã không vào được thì chu dũng cũng không giấu giếm nữa nói tiếp những người đó nói với ta trong đường hầm có nguy hiểm nhưng cụ thể là gì thì mỗi lần khác nhau chỉ có vượt qua mới đi qua đường hầm được hắn vừa nói vừa lắc đầu sắc mặt rất xấu đối với người ngay cả đàn linh thú bên ngoài còn không vượt qua được thì chuyện phía sau còn có ý nghĩa gì tô tiểu bạch biết được tin tức đối phương che giấu mới chậm rãi nói ta có mấy đồng đội nữa để buổi chiều chúng ta đánh vào thử xem nói không chừng sẽ có cơ hội cái gì ngươi vẫn còn đồng đội sao chu dũng vốn định từ bỏ chống cự lập tức lấy lại tinh thần ngẩng đầu hỏi lúc trước đã nói với ngươi rồi mà ta ra ngoài để tìm bảo thạch màu đỏ cho đồng đội tô tiểu bạch thăm dò xong lai lịch của chu dũng mới nói mình còn đồng đội chu dũng vỗ đầu nói vừa rồi chắc là khó chịu quá nên quên mất ta đưa ngươi đi gặp các nàng thuận tiện bàn bạc xem làm sao vượt qua đàn linh thú này đồng đội của ngươi thực lực thế nào Chu Dũng vừa đi theo Tô Tiểu Bạch vừa hỏi. Cũng không tệ lắm. Chủ yếu có hai người chữa trị. Vậy tốt quá. Vừa nghe nói có pháp sư chữa trị sắc mặt Chu Dũng đã vui vẻ hẳn lên. Nhưng mà, lần này có thể xem là chúng ta đưa ngươi đi không? Tô Tiểu Bạch đột nhiên dừng bước nói. Thực lực Chu Dũng không cao bằng mình, nhiều lắm chỉ xấp xỉ bằng Linh Nhi, vì vậy có thêm hắn vào cũng chỉ có thêm một ít hy vọng mà thôi, không thể chắc chắn 100% kia, đương nhiên là sẽ cho các ngươi thù lao. Chu Dũng suy nghĩ một lát nói. Vậy thì, hai ngày nay trên đường ta thu thập được khá nhiều dược liệu, đưa cho ngươi hết, thế nào? Dù sao sau khi tiến vào đường hầm Long Cung sẽ có thu hoạch tốt, lúc này hắn mới yên tâm đưa dược liệu xem như thù lao. Được rồi. Đương nhiên Tô Tiểu Bạch sẽ không nói chuyện nguyên tố 90 ra. Thừa dịp đối phương lấy dược liệu từ trong bao ra, hắn nói. Ta vẫn còn một ít đồ vật ở bên kia, chờ ta đi lấy. Được, không sao. Chu Dũng khoát tay tiếp tục loay hoay với cái bọc. Tô Tiểu Bạch đi đến một chỗ xa xa, chắc chắn đối phương không nghe được âm thanh, mới lấy tinh thạch mạo phao ra. "Sở Sở, ta tìm được người lúc trước nói cho ta biết chuyện Long cung, bây giờ chúng ta đang qua đó, các ngươi chuẩn bị một chút, thu kết giới lại." "Được, chúng ta biết rồi." bên kia nhận được tin tức của tô tiểu bạch lập tức chuẩn bị khi hắn đưa chu dũng đến ba người phong bất hoa đã chờ ở bên cạnh một cây đại thụ kết giới đã thu lại ở đó chỉ còn lại một ít thực ăn với da sói tuyết vực nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha